Vâng, xin kính chào các anh chị em. Cũng như những live stream khác, tôi xin các anh chị em báo lại dùm âm thanh có được hay không. Đồng thời tôi cũng xin một vài phút ban đầu. Để chuyển đến một số những trang khác, hy vọng sẽ đến được với các anh chị em nó tương đối nó nhiều hơn một chút xíu. Xin các anh chị em một vài phút và xin báo lại dùm cho tôi là âm thanh có nghe được hay không nhé. Không gắn thẻ được. Vâng, thưa anh Trung Lưu. Vâng, thưa anh, không phải. Các anh có báo là âm thanh tương đối là nghe được. Vâng, vậy thì tôi sẽ tập trung suy nghĩ để trình bày ý tưởng của mình. Những vâng, thưa các anh chị em, tiêu đề ngày hôm nay chúng ta gợi ra với nhau đó là cái cuộc sống chung quanh của chúng ta, cái cuộc sống của chúng ta có mong thật sự là mong manh hay không, và chúng ta có sợ hãi không khi mà đâu đó chúng ta đang nhìn những sự biến xảy ra chung quanh của chúng ta, thế giới cũng vậy và Đông Nam Á cũng vậy, Đông Á cũng thế, đặc biệt là Trung Hoa. Đồng thời nó cũng là cái cơ hội để chúng ta nhìn thấu suốt hơn, cặn kẽ hơn về cái câu chuyện truyền thông. Câu chuyện truyền thông ngày hôm nay chúng ta đang cần phải nhìn nó giống như đạo, cái đạo lý vậy, nó là con đường. Cho nên rất cần chúng ta nhận diện cái vai trò của truyền thông. Cái vai trò của truyền thông nó có quan trọng hay không? Nó có bằng cái gọi là cái tín ngưỡng của chúng ta đi theo hay không? Và tại sao? Tức là đã lên đặt câu hỏi là tại sao? Các cái sức mạnh về truyền thông, các cái cơ sở về truyền thông, các cái phương tiện về truyền thông đó là trong vòng 2 năm qua chúng ta đã nhận ra thật rõ ràng, rất cụ thể những cái mưu đồ, những cái hành vi thao túng truyền thông. Để chúng ta nhìn ra là nó còn mạnh hơn một cái tín ngưỡng rất là nhiều. Thí dụ như là tín ngưỡng của đạo Công giáo chẳng hạn. Tín đồ của đạo Công giáo 2 3 tỷ chẳng hạn. Hoặc là tín đồ của Phật giáo 1 tỷ 2 tỷ chẳng hạn. So ra có cái một cái tiếng nói đi từ giáo hội hoặc là đi các giáo hội kể cả là của bên Phật giáo hay là của các tôn giáo khác, nó có đi mạnh và lan tỏa nhanh cũng như là ảnh hưởng được tư tưởng của con người ta mạnh bằng truyền thông hay không. Cho nên có một số những live stream trước đây tôi có đề cập đến cái chuyện là thần thông, tức là truyền thông ấy. Truyền thông về tin tức nó đã trở thành gọi là cái phương tiện mà người ta thao túng, coi nó là một thứ vũ khí hết sức quan trọng. Và chúng ta nhìn nhận cái chuyện đó để thấy rằng cái giá trị gọi là giá trị truyền thông đã nó đã trở thành thần thông, nó vượt qua những cái sức mạnh của các tôn giáo khác, nó vượt lên trên, bởi vì sở dĩ nó vượt lên trên bởi vì nó không đứng ở trong một cái bức tường của tôn giáo nào khác, đứng trong một căn nhà của tôn giáo nào khác, nó có thể nói chuyện được với tất cả các tôn giáo khác. Và đây chính là sự tinh mà
Trước đây đó, khi mà truyền thông chưa có, đặc biệt là truyền thông mạng chúng ta chưa có, thì chúng ta gần như là chúng ta bị dốt ở nước nào thì chúng ở ngôn ngữ nào ở nước nào đó, thì chúng ta chỉ biết truyền thông của nước đó thôi. Người ta cho mình ăn cái gì thì mình biết cái đó. Thí dụ như ở Việt Nam, sở dĩ dân chúng ta, đặc biệt là dân người miền Bắc bị ngu, tôi nhấn mạnh và chịu trách nhiệm với cái chữ ngu của tôi nhé. Sở dĩ trình độ người dân miền Bắc bị ngu là bởi vì cái hệ thống gọi là thần thông thông tin nó chặt chẽ quá. Người ta không có cái gì để so đo, để tính toán, để đo đạc cả, để mà so sánh với nhau. Người ta chỉ có một cái con đường thôi, con đường truyền thông đó thôi, đó là truyền thông của nhà nước. Mà bản chất của người miền Bắc thì rất là hay cái chuyện gọi là ngồi lê đối mách. Ông nào cũng cũng là nhà truyền thông cả. Tức là cái chuyện ngồi lê đối mách, cái chuyện tin đồn này kia đó, là nó ở trong miền Nam nó có một thì ở miền Bắc nó có 10. Bởi vì cái mồm của đàn ông miền Bắc nói phét rất hay. Tôi là người miền Bắc. Tôi đẻ ở trong Nam. Bố mẹ tôi đẻ tôi tại trong Nam. Và từ cái góc độ mà hòa trộn vào trong đời sống, đem cái văn hóa của người miền Bắc di cư sống chung và tranh đấu với những cộng đồng, những anh chị em miền Nam và sống chết với nhau. Cho nên ít hay nhiều, tôi hiểu được những điều tôi đang nói và tôi chịu trách nhiệm với những điều tôi đang nói. Cũng như khi đi ra hải ngoại, mình sống một cái đời sống của một sắc dân thiểu số. Sắc dân thiểu số ở bất cứ một lãnh thổ nào thì họ cũng cuốn bám lẫn nhau. Và họ gần như là du di những cái sai của nhau, họ du di đi để họ mang có một cái tâm lý, họ bị dẫn bởi một cái tâm lý là phải cuốn bám lẫn nhau. Còn đó là những sắc dân, gọi là những sắc dân thiểu số ở trong các vùng lãnh thổ hoặc trong những cộng đồng lớn. Từ cái chuyện đó, đó bước chân vào trong cuộc đấu tranh, nó tạo cho tôi một cái nhìn nó khác đi. Tức là nó rộng hơn, đồng thời nó đau đớn hơn. Bởi vì người ta càng nhìn được nhiều trong đời sống của đời người, người ta càng nhìn được nhiều thì người ta càng bị đau nhiều, chứ không có vinh hạnh gì cả. Nhất nữa khi mà chúng ta nối kết được một cái tầng tâm linh nào đó đối với đời sống của chúng ta thì nó lại càng là đau đớn hơn, bởi vì chúng ta phải nhìn thấy quá nhiều. Chúng ta bị dẫn dắt, chúng ta bị xô đẩy để phải nhìn ra những điều mà những người bình thường họ không có quan tâm, họ không nhìn thấy. Họ không nhìn thấy là bởi vì họ không có quan tâm. Cho nên trở lại về vấn đề truyền thông, ngày hôm nay chúng ta đang nhìn thấy rất rõ sự truyền thông của cấp độ toàn cầu là bị thao túng hết sức là chặt chẽ. Cái câu chuyện chiến tranh tại Ukraine và đang có cái dấu hiệu mất kiểm soát để lan tỏa sang Tây Âu, nó đã làm cho rất rất nhiều những người, thậm chí là những người đấu tranh gốc Việt đã vùng vằng lẫn nhau, thậm chí là cấu cắn lẫn nhau. Và dĩ nhiên kẻ thù nó sẽ không có dừng lại, nó sẽ không có đứng yên để mà nó không khai thác, mà cái chuyện là nó sẽ phải đâm ông này một phát, rút kiếm chích vào mông ông kia một cú. Tức là nó phải, đó là nhiệm vụ, đó là bản năng của những kẻ cộng sản, vốn dĩ đó là những kẻ thao túng truyền thông truyền thừa từng trăm năm nay rồi, tức là từ 1917 đến nay rồi. Đó là vua thao túng truyền thông cộng sản, mà đâu đó chúng ta cũng đã đến lúc cần phải nhìn cộng sản, ai đẻ ra cộng sản. Những người Bolshevik 1917 làm sao lật đổ được cái chế độ Sa Hoàng, và ngay khi lật đổ được chế độ Sa Hoàng đó, thì họ đã đối xử như thế nào đối với những cái thành phần gọi là tinh hoa của giới hoàng gia của Sa Hoàng, và ai đứng đằng sau để thao túng cái chuyện đó, y như cuộc cách mạng, gọi là cuộc cách mạng văn hóa của Trung Quốc cũng vậy. Khi họ thành công được cái gọi là lật đổ cái chế độ dân quốc, chế độ We the People, chế độ dân quốc, Cộng hòa dân quốc
của Tôn Trung Sơn ra khỏi khỏi đất nước Trung Hoa lớn Lào của họ, thì việc đầu tiên là họ làm gì? Cách mạng văn hóa. Mà cái cuộc cách mạng văn hóa đó là nó nhổ tận gốc, tức là đào tận gốc, chốc tận rễ tất cả những cái gì gọi là văn hóa cổ xưa, tất cả những gì gọi là tinh hoa của đạo lý Trung Hoa xa xưa. Mà đạo lý của Trung Hoa xa xưa chính là đạo lý của Bách Việt, của Sở Việt, của Mân Việt đấy. Chứ người Hán họ chỉ là người lấy cái khung, lấy cái gốc của Nho giáo để họ làm thành cái gọi là trồng cây nho của họ. Nhưng cái gốc căn bản nguyên thủy sinh ra cái cây nho gọi là cây nho nho đó chính là gọi là người ta kêu là Việt lý tố nguyên, tức là nó liên quan đến dòng Bách Việt. Thì giờ này đó nó là cái thời điểm để chúng ta đâu đó nhìn vào cái câu chuyện gọi là thao túng truyền thông để nhận ra những cái bàn tay nào, những cái con người nào đã làm nên những cái cuộc thao túng truyền thông đó. Thời của Cánh Tưởng Dư Thạch và Cánh Mao Trạch Đông, nếu không có sự tiếp tay của cái hệ thống gọi là hệ thống Do Thái Khazarian, tức là lực lượng mafia Khazarian, thì chúng nó không thể là thành công được. Chúng nó chỉ là bọn rừng rú thôi. Cũng giống như là bọn Trường Sơn của Việt Nam giai đoạn năm 1960-1970 là không thể nào cái bọn Trường Sơn nó có thể thành được. Khỉ Trường Sơn không bao giờ nó có thể thắng được. Nhưng tại sao nó đã thắng? Đây là một câu hỏi nghiêm khắc để chúng ta nhìn lại vấn đề. Chúng ta thấy rằng các cái cuộc chiến tranh, kể cả là cái cuộc cải cách ruộng đất của Việt Nam cũng thế, nó y chang như là cái câu chuyện của Nga đối với cái tầng văn hóa của Sa Hoàng và của chính thống giáo. Họ chỉ nắm quyền có chừng 7-8 năm thôi, từ 1917 đến 1926 cỡ đó. Gọi là Việt Nam mình hay gọi là đình chùa, tức là những cái nhà thờ chính thống giáo của họ bị triệt phá đến hơn 60%. Ai triệt phá? Thật sự là những người cộng sản thì họ cũng là con người thôi, để mà triệt phá những cái lăng tẩm, những cái đền đài của tôn giáo như vậy, con người bình thường không ai muốn làm, không ai dám làm, chỉ có quỷ nó muốn làm thôi. Chỉ có quỷ mới muốn làm thôi. Trung Hoa cũng vậy. Trong cái cuộc cái gọi là cách mạng văn hóa, nó biết bao nhiêu những giá trị của Phật giáo bị tan hoang hết. Việt Nam cũng thế, cải cách ruộng đất của Việt Nam nó là một hình thức copy sao y bản chánh cái gọi là cải cách văn hóa của Trung Cộng đem về 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 Việt Nam, với những thằng như thằng Tố Hữu là bên kia biên giới, tức là bên đây biên giới là nhà thì bên kia biên giới cũng là anh em. Chúng ta có những cái gọi là cái tôi gọi là những bóng ma của quá khứ, những cái bóng ma thù hận đất nước Việt Nam tái sinh trở lại để mang áo mão, mang da thịt của giống Văn Lang, của giống Việt. Đó là những thằng như thằng Lê Duẩn, những thằng như thằng là gọi là bên đây biên giới là nhà, bên kia biên giới cũng là anh em, tức là cái thằng bà mẹ, thằng Tố Hữu, thằng Huệ, thằng Huế Tố Hữu, mà tôi nghe nói là đang xây cất những cái gọi là những đền đài nguy nga để mà thờ thằng đó tại Huế. Đó chính là những thằng truyền thông đầu tiên phục vụ chế độ cộng sản Việt Nam, những thằng truyền thông, những thằng làm truyền thông đắc lực nhất, tinh vi nhất để đưa đất nước vào cái sự khốn nạn của ngày hôm nay. Cho nên cái câu chuyện của Trung Hoa cũng vậy. Mới đây đó là tức là trong vòng 2 tuần lễ chết rất nhiều những người gì? Thứ nhất là những người đứng đầu về gọi là những chuyên gia về dịch bệnh, về dịch tễ học của Trung Quốc lăn đùng ra chết. Nó làm cho thế giới bật ngửa.
Tại sao không chết ai đó mà lại chết những thằng đó, tức là những thằng đứng đầu không? Những thằng đứng đầu của cái hệ thống vaccine, những thằng đứng đầu của hệ thống dịch bệnh tại Trung Quốc. Để bây giờ nó đổ đến cái chuyện là tích trữ thuốc, những cái gia đình có gọi là có thần thế một chút xíu là vô vơ vét thuốc, toàn là thuốc Tây thôi, toàn là thuốc của tụi Pfizer làm ra thôi. Thì nó không chết tầng này thì nó sẽ chết 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 tầng 2, chết tầng 3. Cú này không thoát được. Ác, bọn ác không thoát được cú này. Cho nên hãy nhìn về Trung Quốc để chúng ta thấy rằng nó cái gọi là cái bão tử nó đang từ Trung Quốc nó đến Việt Nam, và nó đến khởi đầu đầu tiên từ những thằng chuyên gia, và cái thứ hai là những thằng làm văn hóa. Người ta cũng sẽ bật, đã phải bật ngửa là tại sao có chết chết quá nhiều những thằng gọi là quyền thế của văn hóa, làm về truyền thông văn hóa của Trung Quốc lăn đùng ra chết. Đó là một cái sự kiện lạ lùng. Nhưng đối với chúng ta, khi chúng ta có tâm linh thì chúng ta không thấy không thấy lạ. Bởi vì cái cuộc chiến nó đang xảy ra tại Trung Quốc, cái thảm họa nó đang xảy ra tại Trung Quốc, nó làm cho chúng ta đang cần nhìn thấy rất rõ cái gọi là thời nhà Minh, cái giai đoạn thời nhà Minh, lúc đó cái giai đoạn của Lý Tự Thành, tức là thế kỷ thứ 18, người ta đã phải hét lên rằng ôn dịch là có mắt, tức là dịch bệnh là chúng nó có mắt, chúng nó đánh vào ai chứ không phải là đánh vào tất cả mọi người. Nó một cái thí dụ điển hình khi mà đoàn quân của Lý Tự Thành đánh vào Bắc Kinh. Đoàn quân của Lý Tự Thành khi đánh vào Bắc Kinh là phòng thủ của quân Minh, của quân lính lúc đó là khoảng 220.000 người lính. Nhưng ngã rạ, chết như ngã rạ, chỉ còn khoảng 40.000 lính thủ thành thôi. Và khi mà gặp quân của Lý Tự Thành đến thì người ta không thể đánh được. Quân lính là hầu như ai cũng bị nhiễm hết, ai cũng bị nhiễm bệnh hết. Và người ta bỏ không, bệnh tật như vậy làm sao đánh? Kể cả quan lẫn, tức là sĩ quan lẫn lính lác đều bị bệnh. Cho nên quân của Lý Tự Thành chỉ có 7-8 ngàn lao ào 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 đi vào để lấy thành Bắc Kinh. Đó là một tín hiệu để cho chúng ta nhìn ra vấn đề. 7-8 ngàn quân mà tiêu diệt được chỉ trong vòng 4 ngày, tức là tiêu diệt được 2 ngàn, tức là 220 ngàn quân, thì một quân, một người nó đánh bao nhiêu người? Mà tại sao quân của Lý Tự Thành nó khỏe như vậy? Cũng là những người ở trong cái lúc đó là vùng lãnh thổ của Vũ Hán, vùng lãnh thổ của nó gọi là cái gì, nhất thời quên tên rồi. Tức là ở vùng lãnh thổ từ Chiết Giang đổ lên trên bờ nam của sông Dương Tử, bây giờ gọi là Hồ Nam. Thì tại sao cũng là con người, cũng là lính, mà một bên thì không chết và một bên thì chết như ngả rạ. Chết là không phải vì đánh đống, chết chỉ là dịch bệnh. Thì khi mà quân của Lý Tự Thành đánh vào chỉ có 7-8 ngàn đánh vào lấy được, làm chủ được thành Bắc Kinh, thì quân Mãn Thanh ào 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 đổ từ phía Bắc đổ xuống. Quân Mãn Thanh cũng không phải là đông, bởi vì chúng ta nhìn cái dòng lịch sử hoặc nhìn bản đồ, chúng ta thấy nước Trung Hoa gọi nhà Minh là nó to đùng đùng, nó triệt được nhà Kim. Mà Mãn Thanh là một phần của Kim, mà nó bé xíu à. Trung Hoa còn gọi là mọi rợ, quân mọi rợ, quân gọi là quân miền núi, quân mọi rợ. Tại sao quân nhà Thanh tràn xuống? Là lúc bấy giờ là chính quân của Lý Tự Thành cũng lăn đùng ra, tức là nhiễm bệnh hết. 7-8 ngàn người bắt đầu giơ tay giơ chân là không chiến đấu được nữa, thì quân Mãn Thanh tràn vào và lấy được thành như trẻ tre, đuổi theo Lý Tự Thành. Lý Tự Thành lúc mà chạy cuối cùng còn có vài trăm quân bên cạnh mình này. Mà đặc biệt là lính của Mãn Thanh không bị nhiễm, vào chiếm thành, và từ đó là nhà Mãn Thanh có mặt. Từ cái câu chuyện của cái
thời mà gọi là lập nên nhà Mãn Thanh, triệt nhà Minh ấy. Đó, chúng ta nhìn đó là cái ác của một chế độ. Khi mà một cái triều đình đó, một cái nhà đó, một cái quốc gia đó, tức là xã Tắc đó, xã Tắc thứ chi, quân vi khinh. Thằng vua chỉ là thứ tầm thường thôi, thứ khinh thôi, thứ khinh bỉ thôi, không đáng gì cả. Xã Tắc, à cái chuyện triều đình hay là chuyện chủ nghĩa, ngày hôm nay gọi là chủ nghĩa này kia, thì xã Tắc thứ chi quân vi khinh, dân ư vạn đại, người dân mới là vạn đại. Khi cái sự u oán, cái chết của người dân nó đã đến cái mức độ mà động đến trời rồi. Chúng ta đang nói cái chuyện này là cố gắng chúng ta không có đi vào cái chuyện gọi là mê tín quá. Nhiều người nói là oán khí, chúng ta nói miệng chúng ta nói là oán khí rất là nhiều, nhưng mà chính thân chúng ta cũng không phân tích oán khí là gì, mà nó có hay không. Rất nhiều các ông gọi là đạo đức hay là trí thức của Việt Nam nói là phải làm gì, chết thì là hết chứ còn cái gì nữa. Nhưng ban đêm, một cái đêm nào đó các ông phải đi qua một cái nghĩa trang hoang vắng nào đó, các ông có rùng rợn, các ông có thấy rùng rợn hay về nhà hay lên tivi, ô okay, các ông nói rất là hay. Nhưng mà cái lúc mà một mình phải đi qua cỡ 1-2 cây số ở một cái nghĩa trang cổ, cái nghĩa trang hẻo lánh, chỉ có một mình ông thôi, thì dái của ông nó nhăm nhe, nó lên tới cổ của ông. Thằng nào cũng vậy, bản thân tôi này, nhiều người nói mẹ tôi là cái thằng lì lợm, tôi là cái thằng gan góc, gan quái gì, trong những trường hợp đó là teo bu di hết. Nó là cái gì? Nó là khí đấy, người ta gọi là âm khí. Nhưng con người ta chết mà người ta ôm hận, người ta bị đau đớn nhiều, cái đó nó là oán khí. Mà khi oán khí nhiều, oán khí chất chồng, cái đó không mất đi được, cái oán khí đó không mất đi được, chỉ phải có giải thôi. Mà giải lại bằng cái gì? Sám hối. Đất nước Trung Quốc ngày hôm nay đang bị thảm họa đó, đối với cái nhìn của rất nhiều những người, thật là những nhà tâm lý chuyên gia hàng đầu của thế giới, đều đang phải nhìn nhận rằng nó không thuộc về kỹ thuật, nó không thuộc về về cái của con người, mà nó là tai họa từ nhân tai mà trở thành thiên tai. Tức là trời, các bậc thần họ lèo lái, họ dẫn dụ để cho nó xảy ra, chính con người giết nhau, chính con người làm ra cái cuộc thảm họa này, cho nên nó gọi là nhân tai. Nhưng nguyên ủy của nhân tai chính là sự hờn oán, sự hận oán, nó tích tụ lâu, nó thành một cái gọi là một cái tầng khí u uẩn, tầng khí u ám, nó tác động vào với thần, và thần, cái thế giới thần họ không chịu được. Đến một lúc này, đến giai đoạn này họ không chịu được. Cho nên cái giai đoạn thời nhà Minh, nhà Thanh, người ta nói là dịch bệnh là có mắt. Bây giờ từ cái chuyện của Á Châu, chúng ta nhìn lại cái chuyện của thời Ai Cập, tức là lễ vượt qua. Tại sao những người Công giáo, những người Jehovah rất là hay 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 nói đến lễ vượt qua? Mà lễ vượt qua nó là cái gì? Nhân đây có một số anh chị em Facebook khá nổi tiếng tại Việt Nam, mới đây có chạy một số những cái nội dung gọi là hơi bỉ bôi đó, có tính cách bỉ bôi cái chuyện thờ cúng tổ tiên, tức là những cái mâm cúng, những cái và nó có vẻ bỉ bôi cái chuyện đó. Tôi hiểu được đây là tâm lý của các anh chị em, và đâu đó là bị dẫn dụ bởi tài chính, bởi cái năng lực tài chính, bởi khả năng tài chính. Đây là của những người gọi là giáo phái Sao? Đây là cái thói quen mà chúng tôi không xa lạ gì, thói quen của những người đi truyền đạo Jehovah. Và một trong những cái động lực để cho những người đi truyền đạo Jehovah là họ có tài chánh, họ có tài trợ, họ có chu cấp. Nó khá khá giống một cái hình thức gọi là bên thương mại ở Việt Nam thì hay gọi là cái gì, buôn bán hàng đa cấp. Tức là anh có nhiều người theo, anh nói chuyện được với nhiều người,
thì anh có cái phần trăm nó cao hơn. Cho nên những chuyện này đối với chúng tôi không xa lạ gì. Chúng tôi sống ở Pháp và chúng tôi đối diện với rất nhiều người. Có những khi đó là, tức là thời trước khi tôi đi tù, chứ không phải sau, thời sau tôi đi tù mà mấy ông bà đã đến là tôi đuổi đi ngay, không bao giờ tôi để cho vào nhà. Tại tôi hiểu được đạo này là đi đạo để vác gạo. Trước khi tôi đi tù lúc đó thì mình còn gọi là còn hăng máu, cho nên mời vào nhà để nói chuyện, để gọi là đối khẩu đối lý. Thì tôi là người mang một cái tinh thần gọi là tinh thần công giáo, nhưng là tôn trọng tối đa cái đạo gia tiên, đạo ông bà. Cho nên những cái tiêu đề nó liên quan đến cái chuyện cúng kiếng, chuyện gia tiên là tranh luận đến gọi là đến đến nơi đến chốn. Thì tôi mong rằng những anh chị em tại Việt Nam, dù rằng mình có nhập đạo đạo Tin Lành hay đạo Jehovah hay là đạo Thiên Chúa, đạo gì cũng, tức là đạo về phía Tây phương, thì cũng đừng lên quay lại để mà báng bổ những cái hành vi mà không phải đó đấy. Đây không dùng thể dùng chữ hành vi được, tức là những người đã mang cái niềm tin của gia tiên, những cái hình thức cúng kiếng đấy, đây là những điều không nên nói vào, không nên đụng vào. Bởi vì thực ra nó kiến thức của các anh về tâm linh không hơn tôi được bao nhiêu đâu, không hơn được bao nhiêu đâu. Và tôi khuyên các anh nên stop lại những cái chuyện đó. Thật sự muốn đi đạo, thật sự muốn tầm đạo, hãy đi đạo bằng chính cái tâm đạo của mình, đừng đi đạo vì hạt gạo. Vâng, chạy qua một lại trở lại cái chuyện của gọi là của Thánh Kinh thời Jehovah. Liên quan đến lễ vượt qua, lễ vượt qua liên quan đến ông Mice, ông Môi-sen. Đức Giê-hô-va tức là thần, gọi là Thiên Chúa đó, công giả do Thái giáo họ gọi là Chúa của họ đó, Thiên Chúa của họ đó. Thì Đức Giê-hô-va đã khải thị, đã mặc khải cho ông Môi-sen, một người chăn chiên, một người gọi là nông dân chăn chiên chăn bò, để ông Môi-sen phải mang một cái sứ mạng là dẫn dắt dân Do Thái vốn dĩ lúc bấy giờ đã trở thành nô lệ toàn diện. Đã nói đến cái chuyện ông nói chuyện nô lệ thì chúng ta cũng nói luôn, tại tôi nghĩ là nhiều người không có, nhiều anh chị em cũng 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 thắc mắc là tại sao dân Do Thái lại bị nô lệ như vậy. Nó khởi đi từ những đứa con của dòng Jacob. Dòng Jacob có 12 người con, và lúc đó là ở đất Canaan. Thì khi mà cái tình thương của cha mẹ dành cho con cái đó, nó có những đứa nó được ưu tiên đó, thì trong đó có một người tên là Joseph, tức là du xe. Ông du xe này không phải là du xe nghĩa phụ của ông Giêsu, đây là du xe. Tôi nói là nghĩa phụ của Giêsu đó, là theo cái tín lý của công giáo. Chứ đối với Jehovah thì họ không coi đó là nghĩa phụ, mà họ coi đó là cha đẻ của ông Giêsu. Mỗi một quan điểm tôn giáo nó khác nhau về những nhân vật. Cho nên nho giáo của chúng ta cũng vậy. Nho, Việt nho định nghĩa theo một góc cạnh khác. Hán nho định nghĩa theo góc cạnh khác, và Tống nho định nghĩa theo cái góc cạnh, cái góc độ khác. Cho nên khi mà chúng ta luận về nho giáo thì làm ơn chịu tìm hiểu để phân biệt kỹ ba cái thứ nho đó, nó là sinh ra từ đâu và tại sao nó ra cành, tại sao nó ra quả, cái màu đỏ, cái màu xanh, cái màu trắng. Chứ đừng có vơ đũa cả nắm u mê mê rồi chúng ta sủa rằng à nho giáo là thế này thế nọ, là tầm bậy tầm bạ. Cho nên khi nói về đạo, nói về đạo lý thì cần phải có những sự tìm hiểu cẩn thận trước khi gọi là phun bừa sủa bậy sủa bạ.
Trở lại cái chuyện lễ vượt qua và tại sao có cái chuyện là người Do Thái đi lưu đày, thì bây giờ đất Canaan là bị hạn hán, và những đứa con của những đứa con của Jacob là sống rất là khó khăn. Thì trong một cái hoàn cảnh khá là đặc biệt, thì những người anh đã gọi là vì tức giận, vì giận dữ đối với đứa em cho nên đã giết đứa đứa con. Công chí Lê, âm thanh không ổn rồi. Như vậy thì nó sẽ nhỏ đi nha. Lại bị can thiệp bên wifi rồi. Chắc là tôi sẽ kéo nó lại gần một chút xíu để này là tôi dùng cái âm thanh nguyên thủy của nó mà đã kéo lên lên khá khá là cao rồi. Alo alo, âm thanh có còn nghe được cái không thưa các anh chị? Alo alo. Chết 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 chết. Anh Huy Phan có đề cập đến cái vụ tòa án xử dị giáo của Công giáo La Mã. Vâng, nó không phải là cái đề tài ngày hôm nay. Thì tôi sẽ xin trở lại cái câu chuyện đó vào một cái livestream đúng đến cái đề tài này, nó cẩn thận vô cùng. Đúng cái đề tài này nó nói gọi nó ấm ả ấm ớ ra là nó sẽ xảy ra rất nhiều tai họa khác nhau. Đây là cái thời khắc chúng ta đang, vâng, cảm ơn anh Trung Đức, cảm ơn các anh. Chúng ta đang rất cần tôn trọng lẫn nhau, bởi nếu người ta gọi là cách vật chí tri, chúng ta nhìn sự vật mà chúng ta chỉ có hiểu ở một góc cạnh thôi. Thí dụ ngồi trên cái bàn này, tôi ngồi phía bắc thì tôi nhìn cái mâm ăn trên bàn của tôi đó là nó là cái góc nhìn của phía bắc, một cái bàn rộng như vậy, trong khi những người phía nam thì lại nhìn theo cái góc độ của phía nam, à phía nam có cái đĩa thịt gà ngon quá và gần tay với, trong khi tôi là phía bắc thì chỉ có những gọi là những cái đĩa chay thôi, thì nó là quá đơn sơ. Nó là cái nhìn mỗi ở mình ngồi ở góc nào, mình đứng ở góc nào thì mình sẽ nhìn rõ, nhận diện rõ, tức là cách vật chí tri ở cái chuyện đó. Cho nên cái điều quan trọng gọi là cách vật chí tri là chúng ta có cái nhìn tổng diện, chúng ta không phải là chúng ta chỉ có nhìn theo cái vị trí ngồi của chúng ta, mà chúng ta sẽ cố gắng để nhìn cái nhìn của cái người đối diện chúng ta hoặc là bên cạnh chúng ta. Đây, tôi nghĩ đây là cái thời điểm, thời khắc hết sức là quan trọng để cần những cái chuyện đó, đặc biệt liên quan đến Việt Nam của chúng ta. Bởi vì Việt Nam của chúng ta có rất nhiều mâu thuẫn. Sở dĩ chúng ta có nhiều mâu thuẫn là bởi vì chúng ta có nhiều giống dân. Có nhiều giống dân, có nhiều, tức là có nhiều sắc dân, nhiều nền văn hóa khác nhau. Ngay như cái câu chuyện của thời Lý với thời Trần của chúng ta, nó xảy ra những cái cuộc đau đớn, nó cũng có những cái phát xuất từ nguồn gốc khác nhau. Tức là đây lại nói đến chữ người Kinh. Người Kinh nghĩa là người, gọi là người Kinh thành, người sống ở những vùng dễ sống, người miền xuôi. Người miền xuôi. Mà người Kinh nghĩa là gì? Người Kinh chính là những người sinh ra cái chữ Đại Việt. Chứ còn gọi là người miền núi đó, nó là Cồ. Nó là Cồ Việt chứ không phải là Đại Việt. Cho nên không có cái dân tộc nào tên là dân tộc Kinh cả. Chúng ta cần phải sòng phẳng với nhau ngay từ bây giờ, đừng có trôi nổi vào ba cái trò tào lao của cái bọn gọi là làm sự vớ va vớ vẩn, gọi là người gọi là dân tộc Kinh. Không có cái dân tộc nào là dân tộc Kinh cả. Người Kinh là người sống dễ dãi, sống ở dưới thành phố, sống ở dưới miền xuôi, và đa phần những người sống dưới miền xuôi đó là thường là những người Mân Việt hoặc là những người Đại Lý, tức là những người dòng họ Lý, những người dòng họ Lý, những người kể cả là dòng họ Trần là đến đến Lạc Việt từ 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 những giai đoạn nhà Đường, đặc biệt cái thời nhà Đường là thời đông nhất, là đi đến dòng họ Hồ,
cũng là đi đến từ thời nhà Đường, cuối đời Đường, dòng họ Lý cũng dòng họ Lý thì đặc biệt hơn là cái gốc gọi là gốc bản địa của Lý, nhà Lý nó lâu hơn rất nhiều, nó liên quan đến ông Lý Thân, tức là ông Lý Thân tức là 2.000 năm trước, 2.000 khoảng 2.400 năm trước, 2.300 năm trước, nó là nhân vật Lý Thân gọi là cổ xưa nhất. Rồi rồi cái, tức là dòng nhà Lý là Lý Thân, còn dòng nhà Nguyễn là Nguyễn Tuấn, anh em Nguyễn Tuấn, Nguyễn Hách là có một cái gốc sử khoảng 2.400 năm trước. Ồ, này là phiền quá rồi, anh Bảo Bình nói là mất âm thanh. Thầy thôi cũng không biết phải làm thế nào nữa. Các anh chị em chờ tôi một lát nữa nha. Này là bị phiền, quá phiền. Đề tài ngày hôm nay nó là một cái đề tài tôi cũng sẽ không có lặp lại nữa, cho nên tôi sẽ cố gắng để trình bày. Alo, alo. Alo, alo. Tôi khi mà đeo tai như thế này thì tôi hơi phiền rồi, cái âm thanh ở bên ngoài tôi không có theo dõi được. Hào Hào. Vâng, anh chị Hào Hào nói rằng à, nghe được. Công Chí Lê hết, cứ lặp đi lặp lại. Bây giờ đã ổn định chưa? Thưa các anh chị em, tôi là vạn bất đắc dĩ tôi phải đeo cái này vào trong tai. Tại vì tôi cần cái âm thanh, tôi phải kiểm soát được cái âm thanh ở bên ngoài. Ok anh Văn Ký, như vậy nhá các anh chị em, nếu này là tối đa rồi nhá, tôi lặp lại một khi mà tôi đã phải đeo cái headphone vào trong tai đó là vạn bất đắc dĩ rồi, và nó là tối đa rồi. Cho nên những anh chị em nào nghe không được thì nghe lại sau trên trang YouTube của anh Hoàng Kỳ. Vâng, cảm ơn anh Hoàng Lạc, cảm ơn Chu Văn An. Chúng ta lại tiếp tục cái câu chuyện mà chúng ta muốn nói. Ban nãy đang đề cập đến cái câu chuyện của thời Ai Cập, cái thời Môi-sen lễ vượt qua. Sở dĩ nhắc đến chuyện này đó để chúng ta nhìn cái sự kiện của cuối đời nhà Minh, lập ra đời nhà Thanh liên quan đến nhân vật Lý Tự Thành. Thì tức là ở thế kỷ thứ 18 thì chúng ta thấy rằng là cách này cũng 1700, cách này cũng 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 gần 300 năm rồi. Thì chúng ta lại nhìn xa hơn về 3.000 mấy trăm năm trước, 4.000 năm trước, liên quan đến sự kiện gọi là lễ vượt qua của dân tộc Do Thái. Để cho chúng ta hiểu cụ thể hơn, nhìn cụ thể hơn là có thần có Phật, và cái câu chuyện dịch bệnh là cái câu mà Lưu Bá Ôn đã từng nói đó, là bệnh là do thần làm ra và dịch bệnh là nó có mắt, nó đánh không phải ai nó cũng đánh. Bằng chứng là tại sao quân Thanh không bị chết mà quân nhà Minh thì chết như ngày rạng, và đó là đại thảm họa cái thời cuối cái thời nhà Minh. Mà sợ dĩ nó có cái sự đại thảm họa đó, đó là vì sự đồng lõa của gọi là của người dân. Khi mà người dân sống với cái ác, chấp nhận với cái ác, im lặng trước cái ác, nghĩa là phải chịu chung số phận đồng lõa với tội ác.
Thì cái câu chuyện của Ai Cập, cái thời Ai Cập mà gọi là công giáo gọi là lễ vượt qua, Jehovah cũng gọi là lễ vượt qua, là ông Moisen phải dẫn dân Do Thái đang bị làm, tức là bị nô lệ quá nhiều năm ở Ai Cập. Nhắc lại cái sự kiện của dân Do Thái bị trở thành nô lệ là do anh em họ, tức là con cháu của Jacob đã không có yêu mến được nhau và ghen ghét tranh đoạt, đã đưa đến cái chuyện là giết đứa em út của mình, đứa đứa em gọi là đứa em đẹp trai nhất, đứa em được yêu thương nhất, đứa em đẹp đẽ nhất, đẹp trai nhất, đó là ông Joseph, ông Giuse, giết bằng cách gì? Thả xuống giếng ở đồng hoang, thả xuống giếng đó. Thì nó như là cái cơ duyên, là có một cái đoàn gọi là đoàn buôn bán, đoàn thương buôn của người Ai Cập họ họ họ, họ đi qua và họ ghé đến cái giếng đó, thì họ thấy à, có một người sắp chết ở dưới giếng, thì họ mới kéo người đó lên. Thì kéo lên là thấy là à, đẹp trai quá, đẹp trai này, tức là đẹp đẽ quá này, tôi không hiểu. Bởi vì cái chuyện cựu ước nó có rất nhiều những cái ẩn ý ở trong đó. Cái chuyện đẹp trai đó nó cũng làm cho chúng ta, tức là người đẹp đẽ nó làm cho chúng ta phải đặt nhiều những cái dấu hỏi lắm. Thì những người Ai Cập đó thấy một người đẹp đẽ như vậy thì cứu để đem về đi bán. Đó là cái thời kỳ của nó, đó gọi là thời kỳ dùng con người của, tức là đời sống của con người nó đã có cái chuyện buôn bán nô lệ từ 4.000 năm trước rồi, chứ không phải là à, mấy ông da đen đến Mỹ mới là nô lệ. Mà cái chuyện gọi là buôn tiền và buôn nô lệ nó đã có từ thời Babylon, nó đã có cả 4.000 năm trước rồi. Thì khi mà dân Do Thái, à, xin lỗi, khi mà những người thương buôn Ai Cập đó, cứu cái ông người thanh niên tên là Giuse đó, Joseph đó, đem về và bán cho Pharaoh, những người tức là giai cấp vua chúa, giai cấp hoàng gia của Ai Cập văn hóa Babylon lúc bấy giờ. Thì ông Joseph vì là giỏi, chúng ta nên lưu ý một chuyện là người Do Thái họ có một cái điều rất đặc biệt là cái IQ của họ rất là cao, IQ của họ rất là cao, tức là họ thậm chí là họ luôn luôn họ nhân danh rằng họ là con riêng của Thiên Chúa, tức là Jehovah, Do Thái là giống dân riêng của Thiên Chúa. Và rất dễ sinh kiêu ngạo. Thì vì là ông giỏi cho nên ông làm về kiến trúc ở trong 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 hoàng cung đó, là hết sức là đẹp đẽ, nội thất kiến trúc hết sức là đẹp đẽ. Điều này nó cũng cho chúng ta liên tưởng đến cái hội phi ma sông, tức là hội tam điểm mà nhiều người gọi là hội thợ xây đó, là phi ma sông đó, tiền thân của Illuminati, là trong các công trình xây cất kiến trúc là ông Giuse được lòng của Pharaoh hết sức đặc biệt và được Pharaoh sủng ái, cái chữ sủng ái gạch đít, và trở thành một gọi là một vị quan gần như là tứ trụ, bây giờ Việt Nam chúng ta gọi là tứ trụ ở trong triều đình, rất là quyền thế. Ông Joseph lúc bấy giờ cũng có rất nhiều các bà phi, tức là các bà ở trong cung là mê. Rất mê ông ấy, bởi vì ông thứ nhất ông đẹp trai và thứ hai ông có một cái ưu quyền là ông được đi khắp nơi ở trong kinh thành đó. Thì cái điều này cũng những nhà nghiên cứu về sử học, những nhà nghiên cứu về chủng nhân chủng cũng và về sách đó, là cũng phải đặt vấn đề là tại sao ông lại được ung dung, ông Joseph được ung dung đi qua đi lại, tức là trong cung cấm như vậy, trong triều đình như vậy. Bởi vì thường là chỉ có gọi là quan đặc biệt
quan đặc biệt liên quan đến Á Châu của chúng ta, gọi là giới quan, gọi là giới quan hoạn. Thì từ những cái sự sủng ái đó, ông Joseph có một cái uy thế rất là lớn ở trong trong cái triều đình đó. Thì nó có một cái giai đoạn, tức là mười mấy hai chục năm sau, nó xảy ra cái chuyện gọi là đói khát hết sức là lớn ở cái đất tổ của Jacob, tức là đất Canaan. Thì anh em của ông Joseph này mới đi sang, gọi là đi ăn xin, đi tha phương cầu thực, đi xin việc làm, đi đi xin miếng ăn, thì đến cái vùng vùng đó, tức là vùng vương triều đó. Thì khi đến cái vùng vương triều đó, thì tại vì họ giỏi, tôi lập lại là cái đầu của họ rất giỏi, cũng khai thác rất nhiều về cái chuyện là xây cất, thì họ đụng độ ông Joseph lúc bấy giờ đó là ông mặc quần áo của quan, gọi là quan nhất nhì của triều đình, cho nên là những anh em của ông không nhận ra, nhưng mà ông thì ông nhận ra, và ông lén ông qua tay một số những người, gọi là người mà sủng ái, đặc biệt là các bà phi sủng ái quý mến ông, là họ nhét những cái vàng bạc vào trong những cái thúng gạo, trong những cái bao gạo cho anh em của ông Jacob, mà gọi là buôn bán cái công sức của mình rồi lấy được ít thực phẩm đem về đấy. Thì trong những cái túi thực phẩm đó là có nhét vàng bạc châu báu để coi như để giúp anh em của mình. Đó là cái ý tưởng của ông Joseph. Sau đó những người anh em mà của ông ấy đi về và nhận ra là vàng bạc nó có trong này nhiều quá, thì họ tiếp tục, dĩ nhiên là họ tiếp tục đi những lần sau và họ tìm hiểu tại sao có cái chuyện đó, thì họ mới hiểu ra được là cái ông quan, gọi là quan gần như là đầu triều đó, chính là ông Giuse, em út của họ, mà họ đã giết ở dưới giếng nhưng không chết, mà ngày hôm nay đã trở thành quan ở bên Ai Cập. Từ đó, con cháu của Do Thái mới đi dần, cứ đi đời này đời nọ là đi vào cái vùng đất, tức là vùng vượt biển đỏ đó, để đi vào vùng đất Ai Cập để sinh sống, và dần dần là trở thành một cái đội ngũ đặc biệt là nô lệ xây cất, free mason sau này, phục vụ trong những cái ngành xây cất. Thứ nhất là họ làm rất là đẹp, cái thứ hai đó là cái vị trí nô lệ đó, thì sức vóc của họ là họ đổ máu, họ đổ mồ hôi để họ kiếm sống, cho nên nó thành một cái tập hợp nô lệ rất đông đảo ở Babylon. Đó là cái nguyên ủy về cái chuyện lưu vong, chuyện lưu đày, chuyện nô lệ của người Do Thái. Và từ cái thời đó, từ cái thời ông Joseph, nó kéo dài đến thời của Moses. Thì Moses là một trong những người lưu đày, một trong những người lưu vong của Do Thái, con cháu của những người lưu vong đó, và ông là người nuôi dê nuôi cừu. Thì ông được mặc khải bởi Đức Rêu và để phải đưa dân Do Thái rời khỏi vùng đất đó để trở về, gọi là vùng đất hứa, vùng đất Canaan, vùng đất hứa của họ, mà những người Do Thái sau này đó họ nhìn nước Mỹ là vùng đất hứa của họ đấy. Âm thanh còn nghe được không thưa các anh chị ạ? Alo. Vâng, đó thì đó là nguyên nhân đã xảy ra cái chuyện là có một cái tập hợp dân ở nô lệ rất đông đảo là người Israel, là người Do Thái, và liên quan rất chặt chẽ, những người Do Thái đó liên quan rất chặt chẽ đến những cái công trình xây cất của Babylon, văn minh Babylon, và sau này là văn minh Roma, và các cái gọi là kiến trúc phục hưng này kia gì đó là của Tây Âu, là đi từ đó hết.
Vâng, xin cảm ơn anh chị Vũ Thị Trung. Vâng, cái câu chuyện xảy ra về người nô lệ nó liên quan đến ông Moisen. Thì ông Moisen ông yêu cầu với những người cầm quyền của Babylon lúc bấy giờ, đó là hãy trả lại tự do cho dân tộc của chúng tôi, tức là không có áp dụng đời sống nô lệ nữa, để cho chúng tôi về quê. Thì Pharaoh không có đồng ý. Thì bởi vì nếu mà lực lượng này đi thì ai xây cất đường phố, dọn dẹp đường phố, xây cất kinh thành, mà đối với cái Babylon văn minh Ai Cập là những cái công trình xây cất nó cực kỳ là quan trọng. Cái xây cất không phải là chỉ cho người sống mà còn là xây cất cho cả những người đã chết, tức là xây cất cho những vị pharaoh khi họ mất đi, họ phải có cái thiên đường của họ, phải làm sao để họ, những cái xác đó, họ tin rằng những cái xác đó là có sự thông thiên được với Thiên Chúa, được với trời đất, với thần. Cho nên những cái kim tự tháp nó xảy ra là như vậy. Và xây dựng kim tự tháp là ai? Sức lực của rất nhiều những người nô lệ Do Thái, tức là những cái tầng kim tự tháp là tầng kim tự tháp bên ngoài đó, chứ không phải là những tầng kim tự tháp bên trong. Bởi vì người ta ngày hôm nay người ta chỉ nhìn những cái tầng kim tự tháp bên ngoài, những cái tầng kim tự tháp ở bên ngoài đó, tức là cái vách ngoài đó, nó chỉ là gia cố thêm thôi. Và chính những người nô lệ Do Thái là những người làm cái sự gia cố đó. Còn những cái tầng lõi đó, nó không phải là 7.000 năm, 8.000 năm, mà nó 11, 14.000 năm, gọi là cái tuổi của cái niên đại nó từ 14 đến 15.000 năm trước. Và đã nói đến 14 đến 15.000 năm trước thì nó không có đất Canaan, nó không có người Israel, người Do Thái, nó không có. Nó là một cái tầng văn minh khác. Cho nên là Pharaoh không chấp nhận cho những đoàn người Do Thái này rời đi. Vì thế nó mới có cái chuyện là thần Jehovah, chúa của họ đó, mặc khải cho ông Moisen rằng nó sẽ xảy ra một cái tai họa. Thần sẽ giết hoặc sẽ làm dịch bệnh cho tất cả những người nào, những gia đình nào sống trong thành phố này mà không có cái dấu chỉ của con Thiên Chúa, tức là dấu chỉ, gọi là dấu chỉ Israel, dấu chỉ Canaan. Dấu chỉ Canaan là gì? Là máu. Máu gì? Máu con cừu. Mỗi một gia đình của người Israel, con cháu của Jacob đó, phải giết một con cừu con chiên đó, phải giết một con chiên, lấy máu của con chiên bôi lên trên cửa thì gia đình nó sẽ không có bị bệnh tật. Có một cái clip nào đó tôi sẽ trình bày về cái chuyện gọi là, tại vì nó liên quan đến cái một số các cái Facebook của các anh chị em tại Hà Nội mới gợi ra cái chuyện cúng kiếng nó là tầm bậy. Thì thực ra đó, cái câu chuyện, cái lễ vượt qua liên quan đến máu con dê, máu con cừu, cắt máu con cừu bôi lên cửa, nó có phải là một cái nghi thức hiến tế hay không? Và tại sao lại là hiến tế? Tức là máu đó, hiến tế máu người. Và ngay như trong cái nghi thức, gọi là nghi thức chúng ta vừa nói đến lễ vượt qua, thì đồng thời cái lại nói đến một cái nghi thức gọi là nghi thức thánh hiến, nghi thức tạm biệt, nghi thức vĩnh biệt. Bữa tiệc ly là khi mà Đức Giêsu bẻ cái tấm bánh, gọi là tấm bánh miến, bẻ ra và nói rằng đây là mình ta, đây là máu ta. Tức là cái chén rượu, thì cầm chén rượu là đây là máu ta.
Đây là mình ta, đây là máu ta. Các con hãy nhận lấy mà ăn. Ngày hôm nay trong tất cả các nghi thức tôn giáo của Thiên Chúa giáo, của tức là chính thống giáo, của Tin Lành, của Công giáo, hàng ngày các vị linh mục đều thi hành cái lễ đó, làm cái lễ đó. Vậy cái lễ đó nó mang cái ý tưởng gì? Nếu không là ý tưởng gọi là hiến tế thần linh. Cho nên đừng có bôi bác những cái chuyện gọi là cúng bái, tức là cúng quẩy, làm lễ cúng, mâm cúng đối với các cái thần của, tức là đối với cha ông, đối với thần mà các anh chị em gọi là ma quái. Thì cái đó là cần phải nhìn, tại vì các anh chị em là người Giê-hô-va, các anh chị em là người Công giáo, Thiên Chúa giáo, thì đừng lên chỉ nhìn người khác, à các ông thì người ta cũng có quyền, người ta nói chúng ta rằng à chúng ta mê tín. Cái miếng bánh là miếng bánh, làm gì có cái chuyện là ăn. Đó là những cái chuyện về tín lý đó, là ta tin như thế nào. Tức là có tin thì có thiêng, có khấn có khấn thì có thiêng, có tin thì có lành. Cho nên đừng có rơi vào cái tình trạng là chúng ta bôi bác những cái niềm tin, những cái hành động, gọi là hành động tín thần của những tôn giáo khác, đặc biệt nó liên quan đến đạo gia tiên, đến tổ phụ tổ tiên của chúng ta. Thực ra cái gọi là đạo Giê-hô-va nó là đạo gì? Nó là đạo tổ tiên của dân Do Thái chứ nó là đạo gì? Mà chúng ta đi theo cái đạo đó nghĩa là chúng ta nhìn tổ phụ của chúng ta không phải là người Việt nữa, mà tổ phụ của chúng ta là người Israel. Cho nên cái khái niệm gọi là người này, người kia, người dân tộc này, người dân tộc nọ đó, ở một cái tầm nào đó nó mới hóa ra được. Hôm qua hôm kia tôi có đề cập đến chuyện, nếu mà chúng ta tu nó từng tầng, nó có năm bậc tu đó. Tu để chuyển tinh thành khí, chuyển khí thành thần, từ thần hóa hư, từ hư nhập đạo, năm tầng đó. Cho nên khi mà chúng ta còn ở những cái tầng thứ nhất, tầng thứ hai đó, tầng một, tầng thứ hai, thì chúng ta đừng có nên nói về cái tầng sau cùng, tức là tầng thứ năm. Tầng đó khi mà anh đã thoát được những cái gọi là những cái chấp nê, những cái bản ngã, những cái chấp, sự chấp nê rồi đó, thì chúng ta mới nhìn ra được à thế giới này, thế cái vũ trụ này là một cái vũ trụ bao la, cái vũ trụ có nhiều tầng sinh mệnh chứ không phải chỉ có một tầng sinh mệnh là con người. Lan man quá phải không anh chị em? Thế đó, trở lại cái câu chuyện lễ vượt qua, tại sao là người Do Thái đã thoát được gọi là đất đất của Pharaoh và vượt, cái câu chuyện là vượt biển đỏ, thì dịch bệnh nó đã xảy ra, nó đã xảy ra, và những nhà không có chết, cái không có dấu hiệu của dân Do Thái đó, không có quét máu chiên ở cửa đó, thì con cái họ lăn lóc ra là bị bệnh tật, dịch bệnh, chết rất là nhiều. Cho nên khủng hoảng, Pharaoh mới thôi chúng mày đi, thôi cho chúng mày đi, gần như là đuổi luôn, tại vì chúng mày là gần như là tai họa, tai ương dịch bệnh. Thì ông Môi-se mới dẫn dân đi, dẫn dân Do Thái đi. Đi thì một chặng đường dài thì bị đuổi theo, bởi vì người Pharaoh lúc bấy giờ, thế lực của Pharaoh mới thấy rằng à cái lực lượng nô lệ này mà nó bỏ nó đi như này thì thành phố nó đang là sạch sẽ, nó trở thành thối hoang, tại vì không có ai, không có phu nào dọn đường, không lập lại là nô lệ là làm hết những cái nhiệm vụ đó, dọn đường, xây dựng nhà cửa, đào cống, đào đường hầm này kia, là tất cả, đặc biệt liên quan đến chuyện đường hầm là dân Do Thái làm cả. Thì khi mà bị đi như vậy là tất cả là dở dang hết, tất cả là gọi là công dân bậc hai mà. Công dân bậc hai, khi mà công dân bậc hai đi ấy, thì công dân bậc một là không biết làm gì cả, cho nên thối hoang lên.
Cũng từ cái chuyện này, cuối live stream tôi sẽ đề cập đến cái chuyện công dân bậc 1, công dân bậc 2 chính trên quê hương của chúng ta, mà chính chúng ta là đang phải, sẽ phải đối diện với cái khi thảm họa nó xảy ra. Thí dụ như mất điện nó xảy ra thì chúng ta sẽ ứng xử ra sao, chúng ta sẽ đối xử ra sao khi khi mà điện không còn. Tôi coi điện năng như là một cái hình ảnh gọi là công dân bậc 2, tức là những thành phần nô lệ cho mình, phương tiện cho mình. Khi nó không còn nữa thì chúng ta sẽ làm sao? Chúng ta sẽ ứng xử ra như thế nào? Liệu chúng ta có cấu cắn với nhau để chúng ta giành từng miếng ăn hay không? Liệu cái lòng tự trọng của chúng ta có giữ được hay không? Và liệu chúng ta có biết những chuyện rất là đơn giản làm thế nào để có lửa? Hay là chúng ta cứ phải chờ có một cái hộp quẹt ga, hộp quẹt điện bằng điện thì chúng ta mới có lửa để chúng ta nấu nướng. Cuối live stream tôi sẽ đề cập chuyện đó, để chúng ta thấy đời sống của chúng ta có thật sự nó mong manh hay không. Thế đó, bây giờ lại trở lại cái câu chuyện gọi là thần có mắt và dịch bệnh nó cũng có mắt. Từ cái câu chuyện của ông Moisen dẫn dân Do Thái vượt biển đỏ, tức là thoát cái đời sống nô lệ, thì cái chuyện dịch bệnh nó đã xảy ra, thần họ làm để cho dịch bệnh nó xảy ra. Và dịch bệnh nó có mắt, nó chỉ có tấn đánh vào những kẻ ác mà thôi, chứ còn cái người gọi là người nô lệ đó, những người cùng khổ đó là không có bị đánh. Vì thế mới có cái câu chuyện biển đỏ, vượt qua được biển đỏ, mà khi mà tới gọi là biển đỏ, thay vì phải đi chèo xuồng chèo thuyền qua một cách chậm rãi đó, thì là quân Pharaoh đuổi theo phía đằng sau. Mới có cái chuyện là ông Moses ông giơ cái gậy lên thì là biển sẽ trẻ ra làm đôi. Chuyện này tin hay không tin đó, là mỗi người có một cái góc cạnh tín lý khác nhau, một cái ý niệm về tín lý khác nhau, nhưng cái câu chuyện lịch sử đó nó có để cho chúng ta nhìn thấy rằng dịch bệnh nó có mắt, và cái câu chuyện của tàu nó đang diễn ra, ở tàu nó đang diễn ra. Đối thủ, đối phương để dịch bệnh tiêu diệt chính là con người, và nó là những con người, ác. Ác, gián tiếp ác hay trực tiếp ác đều là ác cả. Và điều này nó liên quan đến đất nước Việt Nam của chúng ta. Trước khi đi vào cái câu chuyện là sự sống mong manh của chúng ta, những người Việt Nam khi đối diện với cái cơn dịch bệnh nó đang như bão tràn xuống từ Bắc tràn xuống Việt Nam của chúng ta, thì chúng ta đâu đó cũng lại nhìn và cái câu chuyện gọi là câu chuyện thần thông về truyền thông. Chúng ta hồi nãy có đề cập đến chuyện cái nhìn của tôi nha, cái nhìn của anh chị thế nào tôi không dám nói, nhưng cái nhìn của tôi là cái đất nước Mỹ của ngày hôm nay nó là một cái vùng gọi là vùng đất hứa của người Do Thái, của rất nhiều người Do Thái. Xin lỗi các anh chị. Và đã nói đến người Do Thái thì nói đến chuyện xây cất phi Marshall tam điểm. Chúng ta nhìn trên cái đồng đô la, đồng một đô la, chúng ta thấy rõ dấu hiệu của Freemason, toàn là những gạch đá xếp trần lên nhau thành một cái hình gọi là hình tam giác, và trên đỉnh hình tam giác có cái con mắt Illuminati, gọi là ánh sáng quỷ quang. Từ cái đồng tiền đó mà chúng ta nhìn ra ai đang làm chủ nước Mỹ. Từ cái đồng tiền đó là chúng ta nhìn thấy dấu hiệu của Freemasonry, tam điểm, hội tam điểm. Và nói đến Do Thái thì nó cũng cần phải nhìn Do Thái không phải ai cũng xấu, cũng vậy, không phải ai cũng tốt cả. Nhưng có lẽ như là một cái tôi gọi là hình thức cổng trời đó. Những giống dân được gần gũi với cái sự văn minh, với cái sự thông thái của gọi là của thần nhiều nhất, chính là những cái giống dân ở chung quanh vùng Himalaya, vùng Địa Trung Hải. Địa Trung Hải cũng là vùng Himalaya đổ dài xuống qua qua bờ Tây,
Cái văn minh của con người đối với tôi đó, với cái nhận định của tôi đó, là nó liên quan rất nhiều đến cái vùng đất hết sức đặc biệt, đó là vùng đất Himalaya. Phía đông bờ đông của Himalaya là giống dân Bách Việt của chúng ta, là giống dân Tây Tạng và Bách Việt của chúng ta. Giống dân bờ Tây là giống dân Ấn Độ đổ xuống bên Tục Kỳ, tức là Thổ Nhĩ Kỳ, và gọi là xứ Canaan, xứ các xứ Jordani này kia bây giờ. Vì thế mà có một cái chi tiết nó liên quan đến những cái bức tượng ở ở những cái hang đá ở hang Bethlehem, có một cái dấu chỉ mà tôi nghĩ rằng rất ít người chịu quan sát, đó là dấu chỉ ba vua, tức là gọi là ba vua, bên Công giáo thì gọi là ba vua thôi. Nguyên tắc của những cái cổ sử còn ghi lại ngay như trong Cựu Ước ấy, thì không gọi đó là ba vua mà gọi đó là ba vị đạo sĩ phương Đông. Và ba vị đạo sĩ phương Đông, phương Đông của Nazareth nó ở đâu? Nếu nó không ở bờ đông của Himalaya, tức là nó không ở những vùng như Ấn Độ, thì ba vị đạo sĩ đó nó là một cái tín hiệu để cho chúng ta nhìn thấy cái giáo lý của tức là giáo lý thần của Phật giáo và của ông Jesus nó không có khác nhau. Người ta đã cố làm ra cho có nhiều sự khác nhau, đó chính là những người Tây phương cực Tây, tức là văn minh Romantic, không đã đem chính trị vào quá sâu với những khái niệm đầu tiên của tín thần. Nên thưa các anh chị em, chúng ta bàn về cái câu chuyện của nước Mỹ ngày hôm nay, để đồng thời cũng từ cái góc độ của nước Mỹ ngày hôm nay, tại sao đã hình thành nước Mỹ, những người hình thành ra nước Mỹ đầu tiên, ý tưởng hình thành nước Mỹ là đầu tiên ấy, nó có phải là của người Nam Mỹ hay là người châu Phi hay không, hay nó là của người Do Thái, mà những cái sắc dân khác là đi theo, hưởng ứng theo, rồi làm thành phong trào và trở thành một quốc gia, gọi là quốc gia như là quốc gia Hoa Kỳ ngày hôm nay, mà đồng tiền một đô la nó là biểu tượng quốc gia của họ. Và đồng tiền đó nó là của ai? Nó có phải là của ngân hàng Mỹ hay không? Ngân hàng Trung ương Mỹ hay không? Nó có phải là người Mỹ hay không? Nó có phải là nước Mỹ hay không? Hay đồng tiền đó là đồng tiền độc lập? Đồng tiền đó là đồng tiền của cái khối, gọi là cái giới buôn tiền, mà từ thời kinh thành Jerusalem bị ông Jesus đuổi cái đám buôn tiền ra khỏi kinh thành Jerusalem. Cái mối thù đó, mối hận đó ngày hôm nay 2000 năm sau vẫn chưa giải quyết được, và giờ này đang là giờ gọi là cập rập, giờ tất cập để giải quyết. Cho nên có những live stream tôi có đề cập và tôi có gọi là cuộc chiến ngày hôm nay là cuộc chiến Do Thái thiện và Do Thái ác đang lèo lái thế giới, đang lèo lái các quốc gia. Âu Châu cũng vậy, Mỹ cũng vậy, thậm chí Việt Nam cũng thế, Tàu cũng vậy, đang trôi nổi trong cuộc đánh nhau của hai bọn Do Thái. hai cái bọn của một cái giống dân được gọi là tinh hoa của Hoàn Vũ, đó là Do Thái. Chúng ta đang nhìn thấy cái nước Mỹ từ CIA đến FBI, tức là đó là xương sống của nước Mỹ về vấn đề an ninh của nước Mỹ. Còn về vấn đề chính trị thì là các quốc hội, thì là tổng thống, tất cả đều đã bị thao túng bởi ai? Bởi một cái thế lực thứ ba, đó là thế lực buôn tiền, thế lực tài phiệt. Tôi lặp lại, cái thế lực từ 2000 năm trước đã có cuộc chiến với nhau giữa dòng Juda và dòng Giê-xu tại Jerusalem. Cái thế lực buôn tiền, họ bằng mọi cách để họ có tiền. Và khi có được thật nhiều tiền rồi thì họ mua được tất cả.
Chúng ta ngày hôm nay đang có cái câu chuyện hạ nghị viện của, tức là hạ viện của Mỹ. Trước đây một tháng, khi một số anh chị em nói là như vậy là xong rồi, hạ viện của Mỹ đã thuộc về Cộng Hòa, thì thế nào cũng sẽ, mọi chuyện nó sẽ được phanh phui hết. Tôi có nói rằng chưa chắc. Bởi vì Cộng Hòa là Cộng Hòa nào? Cộng Hòa là Cộng Hòa gì? Và Mỹ là Mỹ nào? Mỹ gì? Chúng ta, rất nhiều người hay chửi Mỹ, nhưng chúng ta không chịu phân biệt Mỹ là Mỹ gì? Mỹ Cộng Hòa, Mỹ Cộng Hòa Bảo Hiến, hay là Mỹ Cộng Hòa Reno, hay là Mỹ Dân Chủ Liberal. Nói ra điều này để chúng ta nhìn cái sự kiện tới ngày hôm nay đó, là 7 cuộc bầu bán tại Hạ viện để chọn ra một vị chủ tịch Hạ viện. 7 cuộc bầu bán rồi không thành. 7 lần bầu rồi không thành. Các cái vị hạ nghị viện, tức là nghị sĩ của nghị sĩ hạ nghị viện của Hoa Kỳ, là trong vòng 3 ngày hôm nay là mất ăn mất ngủ, bởi vì không bầu ra thì cứ phải ở đó. Để bằng kỳ được phải bầu ra. Mà hơn 100 năm rồi chưa bao giờ xảy ra cái cảnh mà hạ viện Mỹ phải bầu đến lần thứ 7 để chọn ra vị thượng nghị sĩ vị chủ tịch hạ viện. Bởi vì vị chủ tịch hạ viện ngày hôm nay rất là quan trọng. Cái giai đoạn này rất là quan trọng, bởi vì khi mà vị chủ tịch hạ viện Mỹ được bầu mà là bên Cộng Hòa, mà đặc biệt là bên phía Cộng Hòa Bảo Hiến, thì lập tức họ sẽ lật lại cái câu chuyện ngày mồng 6 tháng 1. Và ngày hôm nay, thưa các anh chị em, đó là ngày mồng 6 tháng 1. Chính vì thế mới có cái live stream của ngày hôm nay. Tôi xin trình bày để chúng ta có những sự tường lãm hay liên kết để suy nghĩ với nhau. Ngày mùng 6 tháng 1 cũng đầy nhân đây xin rất là cảm ơn, chân thành cảm ơn những anh chị em đã có mặt tại đồi Capitol ngày mùng 6 tháng 1 với lá hoàng kỳ của chúng ta. Đây là một cái thái độ liên minh hết sức cần thiết và vô cùng quan trọng. Chúng ta đang đứng ở một cái giai đoạn một mất một còn. Nếu như nền Cộng Hòa của Mỹ không dựng lại được, thì đừng bao giờ mong ước có một sự trở về quê hương của chúng ta với danh dự của người Cộng Hòa. Bởi có thể lúc đó khi chúng ta trở về được thì là Việt Nam đã chết, chết sạch rồi. Tôi nói là chết là nhân đức chết, nhân đạo chết, kinh tế chết. Và chúng ta là những cái xác không hồn, hồn chúng ta cũng chết mẹ nó rồi. Bởi vì tổ phụ của chúng ta cũng chết rồi, bỏ đi rồi. Đạo lý của chúng ta mất rồi. Cho nên chúng ta chỉ là những cái xác không hồn trở về cái vùng đất gọi là quê hương tan nát của chúng ta mà. Nhưng cái nền Cộng Hòa mà không phục lại được, không dựng lại được, thì đừng mong rằng chúng ta đem cái khí phách của những người vượt biển tìm tự do, những con người tự do thật sự để về quê hương của chúng ta. Không có đâu. Cho nên rất chân thành cảm ơn những anh chị đã có mặt tại đồi Capitol ngày 6 tháng 1 năm 2021 với lá hoàng kỳ, linh hồn của nền Cộng Hòa Việt Nam. Thì cái câu chuyện ngày 6 tháng 1 ở 2021 nó sẽ được đem ra để phanh phui, để làm sáng tỏ hết. Mà một khi cái chuyện của ngày 6 tháng 1 nó làm sáng tỏ hết thì cái bè lũ dân chủ cuội liberal nó sẽ bị lột chuồng hết. Kể cả là mày có già đến đâu nữa, mày có như con khỉ, mày có như con phù thủy, thì đám Cộng Hòa nó cũng lột quần mày ra. Mày có là Pelosi hay là Pelosit gì đó, nó cũng sẽ lột quần mày ra hết. Và khi đó toàn thế giới, toàn thể con người mở mắt ra mới nhận ra à, mình bị dẫn dắt bởi một con điếm giả, một con điếm bẩn thỉu, bị dẫn dắt cả thế giới. Cho nên đây nó cực kỳ là quan trọng. Vì thế bằng đây là cái giá cuối, giá chót, giá cuối cùng, xứng, tức là một mất một còn của bên phía gọi là Illuminati, Freemason, tam điểm của thế giới. Nó phải giữ bằng kỳ được cái
gọi là cái giai đoạn này của chúng nó tại Hoa Kỳ bằng cách khống chế, để làm thế nào đó Hạ viện không bầu ra được những người chủ tịch Hạ viện mà đòi phanh phui ra hai cái chuyện quan trọng. Phanh phui thứ nhất là sự kiện ngày 6 tháng 1, nó liên quan đến chuyện bầu cử của năm 2020-2021. Bởi vì cái ngày 6 tháng 1 là cái chìa khóa để nó lật ra lại hết cái chuyện bầu cử đó, cái chuyện gian xảo, chuyện bẩn bựa, chuyện tồi bại, chuyện khủng, tức là hết sức là thối tha khủng khiếp của cái thời cuộc bầu cử 2020 và 2021. Đó là tội phản quốc. Và cái chuyện phản quốc đó, nó không chỉ liên quan đến nước Mỹ mà nó liên quan đến cả chúng ta, nó liên quan đến cả thế giới, nó liên quan đến cả Âu Châu, cực kỳ là quan trọng. Vì thế mà 7 cuộc gọi là bỏ phiếu vẫn chưa thành công được. Cũng chưa thành công được là do ai? Do thế lực nào? Cái gì cũng có thể mua được bằng tiền đấy. Mua bằng tiền không được thì mua bằng thật nhiều tiền. Và mua bằng thật nhiều tiền không được nữa thì mua bằng bướm. Mua bằng bướm vẫn không được nữa thì mua bằng khủng bố. Cái câu chuyện tối cao pháp viện của Mỹ, nó có những người bị khủng bố nặng nề mà anh chị em chúng ta không mấy người biết được. Những người của tối cao pháp viện mà còn bị khủng bố thì những người khác làm sao mà không tránh được cái chuyện khủng bố. Giai đoạn 2021 nó xảy ra một cái câu chuyện, có một cái trái hỏa tiễn nào đó nó bắn vào một cái thành phố, nó phá hủy toàn bộ một cái kho lưu trữ rất lớn của gọi là một cái tầng kỹ thuật rất lớn của những người ủng hộ dân chủ cuội, mà người ta kỹ thuật của thằng Mỹ không thể xác định được, tức là kỹ thuật quân sự của thằng Mỹ không thể xác định rằng cái hỏa tiễn nó đến từ đâu. Đó là một cái tín hiệu khủng bố. Những thằng tối cao pháp viện, mẹ gia đình của chúng mày, tư gia của chúng mày làm sao mà có thể chống được những trái hỏa tiễn như thế này. Và từ khi cái trái hỏa tiễn đó nó xuất hiện, tối cao pháp viện của Mỹ là trao đảo hết. Kể cả là những người do chính ông thần Đức Mạnh, Donald Trump đẩy lên cài lên cũng xìa qua que hết, tức là cũng đái ra quần hết. Vậy thì đã đến lúc chúng ta cần phải nhìn vào đâu đó, nó là một lời cầu nguyện. Giờ này là giờ của thần làm. Cùng nhau cầu nguyện để cho cái lần thứ 8, gọi là bầu bán của thứ 8, lần thứ 8 của bầu Hạ viện đó, nó ra được những người thiện dám sống chết để bảo vệ cái thiện. Đừng coi thường lời cầu nguyện của mình, hãy chắp tay cầu nguyện cho lần bầu cử thứ 8 của Hạ viện Mỹ ra được một vị chủ tịch chính thiện. Nếu tôi có thể xin được các anh chị em một lời van xin thì giờ này chính là giờ van xin với nội dung như thế. Chân thành các anh chị em. Chúng ta bị thao túng. Thao túng chính trị, thao túng tiền tệ, thao túng quân sự, thao túng về tình báo. Chưa bao giờ chúng ta có cái cơ hội để nhìn ra bản mặt thật của cái gọi là lực lượng CIA. Chưa bao giờ chúng ta có cơ hội để chúng ta nhận ra được cái gọi là cái chân tướng của những người lãnh đạo FBI trong vòng 20 năm qua. 20 năm nay là 20 năm, tức là 20 năm cực kỳ, 20 năm bẻ cong tất cả mọi sự hết. CIA của Mỹ và FBI của Mỹ đã trở thành tay sai đắc lực của Freemason, của Tam Điểm, của Illuminati, của Thế Giới Ngầm, của Cabana, của New World Order. Tất cả chúng nó là hệ thống bọn buôn tiền Do Thái cả. Chân gốc, chân cùng của chúng nó là bọn buôn tiền Do Thái.
Cho nên tại sao chính những người như Donald Trump, chính những người Do Thái thiện, họ đã xác định rằng cả cái thế giới này 99% nhân loại đang bị lèo lái bởi 1%, đang bị dẫn dụ, đang bị lèo lái, đang bị sử dụng bởi 1%. Từ điều đó để cho chúng ta nhìn thấy rằng cái 1% nó là cực kỳ giàu có. Và nếu là con người thì cái sự giàu có khi đến một mức độ nào đó rồi, người ta không cần, người ta không tham lam nữa. Cho nên cần phải nhìn ở đó không phải là con người nữa. Sự tham lam đến mức độ cùng kỳ cực như vậy, làm ra bao nhiêu cuộc chiến tranh trên thế giới như vậy, nó không phải là con người nữa. Nó phải là con gì chứ không phải là con người. Nó phải là cái gì chứ không phải là loài người bình thường. Thưa các anh chị em, trở lại cái câu chuyện của chúng ta, truyền thông của thế giới bị bóp méo hết thì truyền thông của chúng ta có bị bóp méo hay không? Chúng ta có một cái chuyện rất nhỏ xảy ra trong thời gian tuần lễ vừa qua liên quan đến cái cậu bé gọi là cậu bé Hạo Nam. Tôi im lặng quan sát để xem cái ứng xử của các anh chị em như thế nào qua cái câu chuyện, gọi là câu chuyện nó rất là tào lao bí đao như vậy. Và các anh chị em có những người gần như say sưa bị cuốn vào trong đó. Tôi biết có rất nhiều những người họ cuốn vào không phải là vì cái tham vọng cá nhân của họ, mà họ cuốn vào là bị cái cảm xúc thật của họ. Nhất là những người yêu con nít, yêu trẻ con, và đặc biệt là những người vì lý do nào đó mà không nuôi được con mình, mà con mình ở xa, thì cái hình ảnh của một đứa bé như vậy là làm cho các vị thốn ngay. Và khi mà xúc động lên cao rồi thì các vị không còn suy luận thêm nữa, và các vị cứ chạy theo để làm thế nào đó để cho cứu được cái cậu bé này. Tôi nhìn hết sức là xót xa, bởi vì đối với cái nhìn của tôi là câu chuyện tào lao bí đao. Và tại sao cái thằng chính quyền nó làm ra cái câu chuyện tào lao bí đao như vậy? Một cái lỗ gọi là lỗ 25 cm, tức là cái chu vi trong, chu vi nội, cái vòng tròn 25 cm, làm sao mà có thể lọt được một đứa bé 10 tuổi, dẫu rằng đứa bé đó là có ăn uống khổ cực đến đâu đi nữa. Bây giờ không nói tức là ban đầu người ta thông tin nó ra là như vậy, 25. Rồi sau đó có một số các anh chị em tìm hiểu nữa, thì chính là các anh chị em tìm hiểu, các anh em chị em mới nói là các lỗ đó nó sẽ phải là 38 cm. Kể cả là 38 cm, khi cái tác động rơi xuống đó, thì chuyện đương nhiên là sẽ xòe tay ra. Cái đó là cái phản ứng tự nhiên. Tôi là thằng bị rơi rất nhiều rồi, con nít, cái thời con nít mẹ tôi, tôi là cái thằng phá làng phá xóm, tôi là cái thằng mẹ quậy tan nhà nát cửa, bố mẹ tôi thì đánh tôi giống như là đánh một con chó, mà tôi vẫn phá. Cho nên từ cái chuyện một cái thằng con nít phá phách như tôi đấy mà bảo rớt xuống một cái hố, rớt xuống một cái lỗ, lọt chui trong một cái lỗ 38 cm, thì tôi bảo là làm sao mà có thể, cái phản ứng tự nhiên rớt xuống như vậy là không dạng chân ra thì ít nhất cũng phải dạng tay ra. Đó là cái phản ứng tự nhiên khi con người ta rớt xuống là sẽ khuỳnh tay khuỳnh chân ra. Mà một cái lỗ như vậy, một gọi là cái lỗ bê tông như vậy, bảo là 35 mét, sâu 35 mét, dẫu rằng tôi nói thí dụ như là con mèo nó có rớt xuống dưới đó, tức là thay vì là cái cậu đó là 10 tuổi thì tôi nói là con mèo hay con chó này, gọi là con chó 15 cân, con chó 20 cân mà nó lọt xuống cũng là rất là khó nha, nhưng mà mình lấy cái thí dụ như vậy, nó lọt vào trong, khi mà lọt vào tới trong đó rồi có khó không để chúng ta nhận diện là nó còn sống hay nào nó chết hay không. 35 mét đâu có phải là 3.500 mét đâu. Với cái phương tiện của ngày hôm nay, chỉ một cái telephone thôi, tức là một cái telephone cùi thôi, tôi nói là telephone cùi nhá, như tôi này, telephone gọi là telephone 6, iPhone 6, chúng ta mở cái, mà chuyện này không, chắc chắn là không phải là chuyện cao siêu gì, ai cũng có thể mở ra được cái camera ở cái iPhone 6. Tôi nói là chỉ có camera thôi, không có nói đến cái chuyện gọi là chuyện wifi gì cả. Chuyện wifi thì nó cao hơn một chút xíu để có thể nhìn được hình ảnh và nói chuyện được với thằng nhỏ, nếu có một cái máy phát wifi.
Còn không thì chỉ cần một cái này bật cái máy camera là chúng ta thả xuống. Đương nhiên nó sẽ ghi hình được hết. Để chúng ta biết đứa nhỏ nó ở đâu. Mà cái chuyện này đó tôi còn nghĩ ra được, thì làm sao mà các vị gọi là đem cả cái máy cày, máy xới, máy xúc, máy kéo to đùng đến đó, rồi là lực lượng này, lực lượng kia, các ông không nghĩ ra được. Các ông có giỏi gấp 1.000 lần tôi chứ. Thả xuống 30 mét, 35 mét, cái này, cái telephone mở là đủ ghi hình hết tất cả ở dưới, đủ ghi hết tất cả âm thanh ở dưới. Mà tại sao lại không ai làm? Thay vì làm đó thì các ông kéo xe đến, các ông làm ghê gớm, rồi thậm chí là các ông lùa mấy 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 con mèo, mấy con chó lên trên trên Facebook, lên trên truyền thông để mà đưa ra cái câu này, đưa ra câu kia. Nếu Hạo Nam nó còn sống thì tôi hoa hậu này, bông hậu kia sẽ bỏ tiền ra nuôi nó như thế này như thế kia. Một số những thằng nghệ sĩ cũng vậy, cũng ăn vào. Cái đó có phải là cá nhân chúng nó ăn vào hay không, hay là chúng nó bị thọc đít, chúng nó bị thổi ống đu đủ, chúng nó bị hướng dẫn? Cho nên đó là cái chuyện tào lao, chuyện tào lao bí đao. Rồi bảo rồi bây giờ là kéo lên bảo rằng chết rồi, chết rồi thì xác đâu? Tất cả những cái này nó là một cái bài kịch. Và tại sao nó xảy ra cái bài kịch? Vì vì thế mà tôi mới nói là cái truyền thông lươn lẹo, chúng nó muốn dẫn chúng ta vào trong những cái gọi là những cái chuyện bày hay, vào trong những cái chuyện bày nhầy, và trình độ của chúng ta cũng chui vào trong những cái chuyện bày nhầy đó để chúng ta phân tâm. Thời điểm của ngày hôm nay đâu phải để chúng ta phân tâm vì những chuyện đó. Dĩ nhiên về cái chuyện nhân đạo, ok, đứa bé như thế là không chịu được, nhưng giả như là cái hố đó, cái chu vi của nó là 60, tôi nói là 60, tôi không nói là 35, tôi nói chu vi 60 đó, mà lọt thằng nhỏ xuống đó, nó đã vô cùng là hiếm rồi. Thằng nhỏ đã biết đi nhặt sắt để về giúp đỡ cho cha mẹ mình ấy, thì thằng nhỏ đó nó không còn là con mèo nữa. Thì thằng nhỏ đó nó thừa cái khả năng, thừa cái năng lực để nó xòe tay xòe chân của nó ra khi nó bị tụt xuống hố. Cái chuyện đó là chuyện đơn giản, chuyện phản ứng tự nhiên mà các anh chị em không nhìn ra, và các anh chị em lao vào trong chuyện đó, đồng thời gián tiếp dẫn cái dư luận lao vào chuyện đó để cho người ta quên đi. Nó có hai cái sự kiện hết sức là quan trọng. Chúng ta có một lô một lốc những thằng làm ở những văn phòng phó thủ tướng, phó thủ tướng nha, chứ không phải là phó chủ tịch huyện hay là phó chủ tịch xã. Những thằng trưởng văn phòng, thư ký của văn phòng phó thủ tướng bị bắt, rồi sau đó nó đến cái chuyện ông Thánh Vũ Đức Đam của chúng ta và ông Thánh Phạm Bình Minh của chúng ta bị cho thôi chức, cho nghỉ việc, mà đang đường đường là phó thủ tướng. Và thay thế đó là ai? Thay thế cho cái vị trí phó thủ tướng cỡ như Vũ Đức Đam hay là Phạm Bình Minh, những người tương đối gọi là giỏi như vậy, thì thay thế bằng là những thằng chẳng có ra cái gì cả. Chúng ta nhớ lại cái thời kỳ Formosa để chứng minh rằng Formosa không có hại gì hết, không có độc gì cả, thì chúng nó tạo ra một cái bữa tiệc, nó đem cá mú từ đâu đó, từ mẹ ở Mỹ hay ở đâu đó, đem về nó để trên bàn của nó. Rồi có một thằng nhãi ranh bốc ăn, nó kêu này đâu có gì đâu, ăn thoải mái. Còn cái chuyện mà mấy con cá nó chết suốt 250 ký đó, thì tức là suốt 250 km cá nó chết là bởi vì nó bị sặc nước, nó sặc cái mả mẹ của nó. Nó nói như vậy và chúng ta cũng nghe được. Và bây giờ nó lên cái vị trí gọi là thay thế ông Thánh Vũ Đức Đam, vinh hạnh vô cùng. Tưởng rằng đem thằng Vũ Đức Đam xuống thì sẽ còn có thằng Vũ Đức Đức hay Vũ Đức Cất gì nó ngon lành hơn cái thằng Vũ Đức Đam, Vũ Đức Đờm, thì mình không nói gì. Đây mẹ nó đưa lên một cái thằng mẹ Vũ Đức cái sặc vì chết, tức là cái chết vì sặc nước. Nó ngu si, nó đần độn, nó bẩn thỉu, nó đốn mặt đến cùng kỳ cực.
Chúng ta không nhìn những cái chuyện đó, mà chúng ta loanh quanh luẩn quẩn cái chuyện à, cái cậu bé Hạo Nam chui xuống một cái lỗ 25 cm và bây giờ là mất tích. Tại sao chúng nó đem xe cẩu, nó đem ghê gớm đến để nó làm cái chuyện đó, xúc cái cẩu đó lên, thay vì chỉ cần thả một cái telephone xuống, thằng đéo nào cũng làm được hết, thì nó không làm, mà nó kéo à xe này xe kia đến, quân đội đến. Nghĩa là cái gì? Nhìn cái đó để chúng ta thấy rằng chúng nó coi dân như cục kích, chúng nó coi chúng ta giống như cục kích. Và người dân Việt Nam còn khốn nạn nếu cứ chịu đựng là chúng ta là cục kích. Và chúng ta đòi hỏi cái con giòi trong cái bãi kích nó phải sạch sẽ. Đã là giòi rồi, làm sao mà sạch sẽ được trong bãi kích đó? Giòi mà muốn sạch được chỉ có lấy bàn trà sắt, trà nó, rửa nước ăn côn thì con giòi đó may ra nó mới sạch mà thôi. Chứ còn mà chúng ta đòi rằng à cái chính quyền đó nó sẽ sạch, đòi rằng à những con giòi trong cái bãi cứt đó nó sẽ sạch, làm sao mà có được cái gọi là giòi sạch trong bãi cứt. Chúng ta phải nhìn cái chế độ cộng sản nó là bãi cứt, và nếu chúng ta dung dưỡng cái bãi cứt đó thì chúng ta có ngày chết như cứt, y như Trung Quốc ngày hôm nay, chết vì đồng lõa, chết vì hèn nhát. Sinh mệnh thần tạo sinh mệnh cho chúng ta, là chúng ta phải biết bảo vệ cái dòng sinh mệnh thứ nhất là của dân tộc của chúng ta, của nước chúng ta và của cộng đồng nhân loại. Bảo vệ trong sự tự trọng, chứ không phải bảo vệ trong cái chuyện cắm đầu chui xuống bãi cứt. Sinh mệnh thần tạo ra sinh mệnh của chúng ta, biết bao nhiêu kỳ công. Họ tạo sinh mệnh thần cho chúng ta, tạo xác thịt, tạo năng lực thiện và tạo trí tuệ thần cho chúng ta. Chúng ta phải có trách nhiệm để giữ cái bản năng, gọi là bản năng sinh mệnh thần của chúng ta. Không thể nào hèn nhát được, không thể nào ngu, gọi là ngu tối được. Khi chúng ta hèn nhát, khi chúng ta ngu tối, tức là chúng ta phản thần. Chúng ta phản lại hộ thần của chúng ta, chúng ta phản lại thần linh của chúng ta, chúng ta phản lại chính sinh mệnh thần của chúng ta, sinh mệnh vũ trụ, sinh mệnh thần của chúng ta. Và khi chúng ta phản lại thì gọi là sinh mệnh thần tầng cao hơn đó, họ sẽ chịu không được. Họ sẽ đặt vấn đề à, công lao tao lập ra chúng mày, công lao tao làm ra chúng mày, là để cho chúng mày có cái cơ hội để tu tập, để có cái cơ hội để thăng dần lên những cái tầng, gọi là tầng tầng thức cao hơn, những tầng sinh mệnh cao hơn, những thế giới sinh mệnh cao hơn. Chúng mày lại không nhìn ra chuyện đó, mà chúng mày cứ loay hoay ở cái chuyện gọi là ăn ngủ đủ ỉa. Nó tầm thường vô cùng. Và trong cái chuyện ăn ngủ đủ ỉa như vậy, chúng mày đẻ ra một lô một lốc những đứa sống vô trách nhiệm, những cái sinh mệnh vô trách nhiệm. Bởi vì sinh mệnh nó không được giáo dục, từ giáo dục thai cho đến giáo dục làm người, cho đến giáo dục ý thức và trở thành thần. Tôi lặp lại: tinh thành khí, khí thành thần, thần hóa hư, hư nhập đạo. Năm tầng tu luyện của một con người, của một thiên địa nhân, của một sinh mệnh thần, chúng ta không chịu nhìn ra, và chúng ta sống đớn hèn, chúng ta không chịu suy nghĩ gì cả. Cái thông tin nó đến như vậy, chúng ta phải hiểu ra à, chúng nó đang muốn làm cái gì. Cái bãi cứt nó đang, những con giòi trong bãi cứt nó đang muốn làm cái gì. Và chúng ta có cần hay không phải làm sạch cái bãi cứt đó đi. Những con giòi đó nó chỉ có sạch được khi bãi cứt đó không còn. Và rửa ráy, kể cả là tàn nhẫn đối với cái con giòi đó, để nó sẽ ra con bướm. Thay vì à nó ra con ruồi, nó sẽ ra con bướm. Muốn làm điều đó chỉ có trà sát, trà rửa cái con giòi đó bằng ăn côn mà thôi. Nó sẽ phải đau đớn và chúng nó sẽ phải chấp nhận đau đớn. Mà đây, cái thời kỳ này là thời kỳ đau đớn đang xảy ra. Các anh chị em có hình dung là đến một lúc nào đó chúng ta không có điện. Cách đây 3-4 ngày có một người, tôi coi đây là một người đặc biệt tại Việt Nam, một người đặc biệt, một người trẻ đặc biệt tại Việt Nam. Và đối với cái nhìn của tôi đó, đây là những người mang những sinh mệnh, gọi là mang một cái sinh mệnh thần hết sức đặc biệt, là những người báo động, mang cái tiếng chuông cảnh thức, mang cái tiếng chuông báo động, tôi gọi là tiếng chuông tu báo động.
những cái tiếng khánh báo động. Những tiếng khánh báo động nó không phải là âm thanh gọi là 100 hay là 200 megahertz. Những cái tiếng khánh đó là ít nhất nó phải là những tiếng khánh được chế tác bằng tay của những người thợ hoàn chỉnh đi ra từ văn minh Tây Tạng, học từ văn minh Tây Tạng. Những cái tiếng khánh khi nghe vào cái tiếng khánh gõ và cái tiếng khánh nhỏ đó, gọi là cái tiếng chuông đó, chuông như chuông chùa đó, là cái âm thanh của nó phải từ âm thanh 30, tức là âm thanh 320 MHz đổ lên, nó mới là âm thanh thiện. Chứ còn không nó là âm thanh tà, âm thanh vớ va vớ vẩn. Mà tôi đi qua rất nhiều những ngôi chùa, nghe những tiếng khánh là tôi lắc đầu, cái nói này đéo biết gì cả. Mấy ông thầy, mấy ông chùa này cầm cái, cứ mua được cái gọi là cái tiếng khánh đó là ok. Bất kể là mua ở đâu, khánh đúc, khánh mà người ta làm ra hàng loạt, cái khánh đó nghe biết ngay là cái âm thanh nó ở cái trường âm thanh cùng lắm là lên tới 160 MHz, 180 MHz. Thì đó, đã đến lúc chúng ta hãy tìm để lắng nghe những cái tiếng khánh đó, những cái tiếng khánh gọi là mang một cái điển từ, mang một cái từ trường mà megahertz từ 340 đổ lên. Cái đó chỉ có xuất phát, đó chỉ có từ những người làm bằng tay, những người thợ làm bằng tay từ Himalaya, người Tây Tạng ngày hôm nay. Người Tây Tạng nói chung cái gốc của Himalaya nó không có thuần chỉ có là người Tây Tạng, không, Bhutan, Nepal, Ấn Độ và cả là đại lý của Việt Nam, à, đại lý của Trung Quốc, tức là hai bên bờ đông và bờ tây của dòng Himalaya. Hãy tìm để nghe những tiếng khánh đó để thấy rằng có những người họ có những cái tiếp cận hết sức đặc biệt, và họ gợi ra cho chúng ta những cái thảm họa sắp tới. Thảm họa sắp tới là gì? Mất điện. Mất điện không phải là mất điện ở chỉ cấp thành phố. Nhân đây nó là một cái câu chuyện riêng. Tôi nghĩ rằng gợi ra để cho chúng ta hiểu rằng nó là câu chuyện làm được chứ không phải làm không được. Năm 2016, bản thân tôi có một cái kế hoạch tham gia vào một cái kế hoạch làm vỡ hoàn toàn đường dây điện Bắc Nam. Tức là đường dây gọi là đường dây 500 kV Bắc Nam. Và cuối cùng tôi đã không làm. Tôi không làm thì những người khác dừng lại không làm. Tại sao tôi không làm? Bởi vì không có những cái nền tiếp theo. Bởi vì nếu làm mà không có những cái gì tiếp theo, tích cực tiếp theo, thì nó sẽ chỉ là phá hoại. Mà một khi phá hoại như vậy thì Sài Gòn nó làm sao các anh chị? Ít nhất là một tuần lễ không có điện. Tức là có điện thì chỉ là tối thiểu thôi. Tức là những cái máy phát điện hoặc là những nhà có điện, điện mặt trời, dùng điện mặt trời thì là có. Còn gọi là dòng điện chính, tất cả những nhà máy phát điện và dòng điện chuyển từ Bắc vào Nam, dòng điện 500 kV là bị phá hủy hoàn toàn. Và cũng gợi ra với các anh chị em cái dòng điện 500 kV nó từ đâu nó đi. Và tại sao nó lại từ Bắc, phải là từ Thủy Điện Hòa Bình, từ Sơn La Hòa Bình kéo điện vào tới trong Nam. Tại sao nó không dùng điện lực ở đâu đó, các cái trạm thủy điện ở nơi khác, hoặc là điện gió, hoặc là điện sóng biển, hoặc là điện mặt trời, để tạo cái năng lực điện độc lập cho phương Nam, cho đặc biệt là Sài Gòn, mà cứ phải duy trì cái dòng điện 500 kW nó vốn dĩ nó chạy từ biên giới của Trung Quốc, tức là chạy từ Thủy Điện Hòa Bình. Nó ra tại sao vậy? Và cái chuyện đường dây càng chạy đường dây 500 kV đó, nó chạy với một cái đường dài, cái chặng đường dài gần 2.000 cây số, thì cái dẫn điện, sự điện nó, cái sức điện nó thoát đi bao nhiêu, nó dữ dội như thế nào. Đặt câu hỏi này đi các anh chị em, tại sao nó lại xảy ra chuyện đó?
anh Công Chí Lê, anh Lê Chí Công nói là tại tụi nó muốn vậy, tụi nó là ai? Tụi nó là bọn Mỹ à? Hay tụi nó là các ông miền Nam của Sài Gòn? Đây là những câu hỏi nghiêm khắc các anh chị em cần phải phải tìm hiểu. Nó là vô lý, cái gọi là cái đường dây 500 kV đó, nó kilovolt nó là hết sức là vô lý. Nhưng tại sao nó phải cật lực nó làm? Cái thời đó là thời 1996, 95, 96, cật lực nó làm. Vâng, cảm ơn các anh chị em. Bên kia biên giới là nhà. Người ta nói bên đây biên giới là nhà, bên kia biên giới cũng là anh em. Anh em nó là như vậy. Đó, trở lại cái giai đoạn 2016, nếu chúng tôi thực hiện cái chuyện đó, Sài Gòn nó xảy ra chuyện gì? Trong vòng một tuần lễ thôi không có điện, anh em ở Sài Gòn sẽ xảy ra chuyện gì? Trong cái cuộc họp tôi nói là không thể chấp nhận là anh em là láo nhào, tức là người tại Sài Gòn là láo nhào hết, trong đó cả thiện cả ác là chết hết. Không chết 10 phần 10 thì cũng chết tới 6 phần 10. Trong đó có biết bao nhiêu người là người thiện. Cuối cùng anh em biết anh em nói sao? Anh em tôi nói sao? Đủ mẹ, giờ toàn tự Bắc Kỳ thôi. Ở trong Sài Gòn, thành phố lớn của các con đường lớn của Sài Gòn, tất cả những cái nhà cửa lớn của Sài Gòn toàn tụi Bắc Kỳ, chết mẹ tụi nó đi. Tôi nói không, đã đến lúc chúng ta cần phải nhìn nó thật rõ, không phải là tất cả những người Bắc đều là những người xấu. Không phải, có những người Bắc đang tranh đấu cùng với chúng ta, những người sanh đẻ tại phương Bắc, giáo dục tại phương Bắc nhưng đang chiến đấu cùng với chúng ta. Những người đó yêu Sài Gòn hơn cả yêu người Sài Gòn yêu người Sài Gòn. Và họ biết về Sài Gòn còn hơn cả người Sài Gòn biết về Sài Gòn. Cho nên đừng vội vàng. Giờ phút này là giờ chúng ta phải tìm cái chân thiện trong nhau. Tôi lặp lại đó, và đặt lại cái câu hỏi. Năm 2016 nếu xảy ra chuyện đó thì anh em ở Sài Gòn bây giờ, nếu mà biết cái chuyện đó xảy ra và bây giờ còn sống sót, và biết rằng tôi là một trong những người thực hiện, tham gia thực hiện vào trong cái dự án này, thì các anh chị em sẽ oán tôi đến cỡ nào. Và khi tôi quyết định hủy cái kế hoạch đó là tôi bị anh em không nhìn mặt luôn. Bởi vì tôi không tham gia nghĩa là anh em tôi ở Việt Nam không tham gia. Thì bây giờ đặt lại cái câu hỏi với nhau. Vâng, anh có các anh chị em quả măng lên đây. Vâng, xin cảm ơn các anh chị. Nhiều các anh chị trong này comment giật gân quá, tôi không dám đọc. Đọc họ bắn tôi chết. Tôi đâu có ai bảo vệ đâu. Vâng, anh Nguyễn Vũ nha, tôi không dám đọc cái comment của anh đâu. Đọc comment của anh nó bắn tôi chết. Tôi cũng cần phải sống. Vâng, thưa các anh chị em, câu hỏi nó đặt ra một cách hết sức nghiêm chỉnh đối với chúng ta. Trước đây một năm đó, tôi có được tham cứu một cái kế hoạch. Cái kế hoạch nó có mang cái tên là 10 ngày bóng tối. Nó xảy ra toàn Bắc Mỹ và Âu Châu. Trong cái kế hoạch đó, bản kế hoạch nó không có đề cập đến đến Việt Nam, đến Á Châu. Nhưng tôi nghĩ rằng nó là một cái cuộc chiến sóng từ, cuộc chiến từ trường, chiến tranh gọi là chiến tranh sóng từ. Thì nó cũng không, tôi nghĩ rằng không phải, tức là hồi nên chúng ta đề cập đến cái ôn dịch có mắt, tức là dịch bệnh có mắt. Thì tôi nghĩ là một khi sóng từ, chiến tranh sóng từ nó xuất hiện thì nó không có, nó không có né Việt Nam được, nó cũng không có né hàng tàu được. Và cái kế hoạch 10 ngày đó quả thực nó đưa ra những cái viễn cảnh cực kỳ khủng khiếp. Khủng khiếp là sao? Khủng khiếp là bởi vì chúng ta không có một chuẩn bị gì hết. Chúng ta là những đứa bé thành phố, dẫu rằng chúng ta tóc trắng nhưng mà là những đứa bé thành phố. Khi không có điện chúng ta quờ quạo hết, tất cả không đâu có điện cả.
chúng ta sống trong bóng tối. Và từ cái chuyện không có điện, nó ở đất nước của chúng ta thì nó không có cái chuyện máy sưởi, tức là không có cái chuyện lạnh, nhưng đất nước của chúng ta nó liên quan đến điện cũng không phải là ít, mà một khi, tôi lặp lại, một khi mất điện là phiền lắm. Mất điện tầm cấp toàn thế giới, chúng ta liên lạc với nhau cũng không được, telephone của chúng ta cũng không chạy, đồng hồ của chúng ta cũng không chạy. Vậy chúng ta sẽ phải ứng xử ra sao? Cách đây 2 ngày, một người bạn rất thân của tôi tại Sài Gòn, mà đối với tôi đây là một người có một cái tầng gọi là cái tầng cảm thụ, cái linh giác hết sức đặc biệt, có gửi cho tôi một cái phim đã lồng tiếng Việt rồi. Phim này không phải là của Hollywood đấy, mà cũng lạ nhỉ, cái Hollywood dịch ra tiếng Việt nó là Hồ Ly Vọng. Quả thực cho tới giờ này tất cả những cái sản phẩm của Hollywood tôi nhìn nó là hồ ly. Hồ tức là yêu tinh, hồ ly là yêu tinh, cáo hồ. Hồ Ly Vọng tức là vọng, tức là vong, vọng vong vọng. Tức là hồn hồ ly tinh. Hollywood. Tất cả những sản phẩm của Hollywood trong vòng 60 năm trở lại đây, tôi đặt vấn đề lại hết, tất cả đều có sự tà ma, đều có Freemason, bàn tay của Freemason trong đó, bàn tay của Illuminati dính vào trong đó cả, để làm ra những sản phẩm đó, để dẫn chúng ta vào những cái gọi là đường hầm hun hút, đường hầm hun hút về trí tuệ để trong ngoặc kép. Thì cái phim đó là người Nhật họ làm, và tôi nghĩ rằng đâu đó cũng là có những tác động thần để cho chúng ta chuẩn bị một số, tức là chúng ta nhìn cái sự kiện ngày hôm nay, đời sống ngày hôm nay, để chúng ta liên tưởng liên quan đến cái sự kiện mất điện nó sẽ xảy ra. Có rất nhiều điều tương đồng trong đời sống của chúng ta trong cái cuốn phim đó. Chúng ta đang sống quá thờ ơ, chúng ta sống quá vô tình, con cái của chúng ta cũng vậy. Chúng nó hoàn toàn là kỹ thuật, mắt mũi đời sống của nó là cái smartphone, tất cả nó đều dính vào smartphone. Và đó là một cuốn phim nói đến gia đình 4 người, một người vợ hết sức là chịu đựng và thuần túy, đó chính là người vợ Nhật Bản, người đàn bà Nhật Bản chịu đựng hết sức. Ông chồng dẫu rằng là ông chồng tinh quái, ông chồng tai quái, ông chồng cực đoan, rất là kiêu ngạo, bà vợ vẫn chịu đựng được, vẫn chịu đựng để duy trì được cái đời sống gia đình, và bằng cái lòng yêu thương thì mới hàn gắn giữ được cái sợi dây liên kết giữa người bố với hai đứa con. Hai đứa con thật sự, tôi nhìn cái cuốn phim đó tôi nhìn thấy thật rõ cái đời sống của chúng ta ngày hôm nay, con cái khắp nơi, bạn bè của tôi hay là bản thân con tôi y chang như vậy. Chúng nó không nhận ra một cái giá trị sống tự nhiên, giá trị sống thiên nhiên, giá trị sống giữa người với người. Chúng nó chỉ có cái smartphone mà thôi, mà nó tai hại vô cùng. Rồi đến khi mà đụng một cái chuyện thử thách lớn lao như thế. Tôi có để trên trang, các trang Facebook của tôi cách đây 2 ngày, anh chị em nào có thì lấy cái đó vào, lấy cái thử. Tôi đề nghị các anh chị em coi đi, bởi vì tất cả những điều chúng tôi nói đó thì nó khó nghe lắm, nhưng khi coi một cái cuốn phim như vậy, cuốn phim mà đối với tôi đây là những người gọi là sinh mệnh thần quan trọng, họ mới tác động để làm ra được cuốn phim đó. Vâng, xin cảm ơn anh Đặng Minh Tuấn, bởi vì cái cuốn phim đó nó làm cho chúng ta nhìn thấy, chúng ta nhìn thấy hoàn cảnh của ngày hôm nay, nhìn thấy cái đạo lý của con người trong cái đời sống, cái hoàn cảnh ngày hôm nay chúng ta đang mất hết, kể cả là cái quan hệ bố con, kể cả là cái quan hệ giữa người với người. Đó là cuốn phim nói đến nước Nhật, mà con người ta khi lâm vào cái hoàn cảnh bế tắc là người ta cũng giằng xé lẫn nhau, người ta cũng giành giật lẫn nhau. Thì
Nước Nhật đã là như vậy. Con người Nhật vốn dĩ tự trọng đến như thế. Người ta có thể chết để bảo vệ, tức là cầm kiếm cắt cổ mình, cầm kiếm mổ bụng mình. Cái truyền thống đó nó cao vô cùng, tự trọng nó cao vô cùng. Vậy mà họ còn giành giật được lẫn nhau vì miếng ăn, hoặc là ích kỷ không chia cho nhau được miếng ăn. Thì chúng ta đặt cái câu hỏi đó với chính hoàn cảnh sống của chúng ta, hoàn cảnh sống của thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay, tôi không nói Sài Gòn, cái thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay, thì chúng ta sẽ dẫm đạp nhau ra sao, cướp bóc nó sẽ như thế nào, hãm hiếp nó sẽ ra sao, bóc lột nhau nó sẽ ở mức độ nào. Nếu chúng ta lâm vào trong những hoàn cảnh đói khát rét mướt như thế. Và tại sao cái cuốn phim nó dẫn cho chúng ta đi về quê? Chúng ta đã có một cái gì để bảo vệ chính chúng ta hay chưa? Và đến cái hoàn cảnh đó, chỉ có một vòng tay ôm ấp được chúng ta mà thôi. Đó là nông thôn. Đó là trở về với mẹ của chúng ta, với đất đai, với tổ phụ, với thiên nhiên. Và lúc đó mới biết giá trị của con người thật lòng với nhau nó như thế nào. Các anh chị em hãy coi đấy. Tôi đề nghị, và nếu gọi được là một lời kêu gọi, thì tôi kêu gọi các anh chị em hãy coi cuốn phim đó. Chúng ta bỏ ra thời giờ khoảng một tiếng đồng hồ thì chúng ta thấy nó rất nhiều những tín hiệu, những tín hiệu để cho chúng ta có đâu đó đủ một cái năng lực để chúng ta vượt qua cái giai đoạn tối tăm sắp tới. Chiến tranh từ nó sẽ xảy ra. Khi tôi được tiếp cận cái kế hoạch gọi là kế hoạch 10 ngày bóng tối, đó là cái kế hoạch của bọn Do Thái đục nhau, tức là những người Do Thái đục nhau đến cái mức độ tàn bạo nhất, tức là ván bài cuối cùng, ván bài dễ chết của những người Do Thái Khazaria. Và nó tác động để xảy ra chiến tranh từ trường, hoàn toàn không có điện, hoàn toàn mất sóng liên lạc. Chúng ta hãy hình dung 10 ngày như thế hay 20 ngày như thế, chúng ta có sống được hay không. Cho nên cuộc sống ngày hôm nay, các anh chị em, hôm trước tôi có đề cập đến cái chuyện là cái đại dịch ở phương Bắc nó xuống là chắc chắn nó sẽ xuống. Kẻ thù của chúng ta, những người cầm quyền, tức là bãi cứt ấy, bãi cứt với đầy những con giòi, nó đang cố gắng để chúng ta chỉ nhìn thấy những cái chuyện hết sức là tầm phào. Nó dựng ra và nó thổi những cái chuyện tầm phào đó lên để cho chúng ta phân tâm vào những chuyện tầm phào đó, mà không nhìn ra cái chuyện hết sức hệ trọng. Thứ nhất là chuyện nội bộ của chúng nó đang cấu cắn lẫn nhau. Tất cả những người có học tương đối một chút xíu nằm trong chính quyền sẽ phải lột cổ, lộn cổ, lột đi hết. Phạm Bình Minh là một người có học, một gia tộc, một gia đình có học, và đặc biệt ông Nguyễn Cơ Thạch là người đã đảm đương những cái vai trò bộ trưởng, bộ bất là tứ trụ triều đình một thời gian gọi là tứ trụ. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch đặc biệt là cứng rắn đối với Trung Quốc trong cái câu chuyện Hiệp định Thành Đô. Nếu không có những người như ông Nguyễn Cơ Thạch, ngày hôm nay rất ít người biết rằng cái câu chuyện Hiệp định Thành Đô là nó có thật, nó cụ thể như thế nào. Và vì thế con của ông Nguyễn Cơ Thạch, ông Phạm Bình Minh, trong ngày hôm nay, khi tức là trong cái giai đoạn ngày hôm nay khi bị lật xuống, là chúng ta phải hiểu nó như thế nào. Đổ lỗi cho ông ta là ông ta có chấm bút, ông ta có dính đến cái chuyện gọi là những chuyến bay giải cứu. Thực ra đó, trong cái chế độ của bọn cộng sản này, không, nó không có cá nhân, tức là không có cá nhân trách nhiệm. Chúng nó đã trách nhiệm bởi cái ban bí thư của chúng nó. Bộ Ngoại giao nó có cái chi bộ của Bộ Ngoại giao, mà chi bộ của Bộ Ngoại giao thì Phạm Bình Minh rẻ rách, không là cái gì trong cái chi bộ Bộ Ngoại giao cả. Bởi vì bố ông ta là như vậy thì làm sao mà cái vị trí của ông ta có thể ngon lành được ở trong Bộ Ngoại giao. Kể cả là Vũ Đức Đam cũng vậy. Tội nghiệp là tội nghiệp, rất tội nghiệp cho anh chàng Vũ Đức Đam. Ăn thì đéo ăn được cái gì cả. Mà bây giờ là
là bị gọi là bị vùi đầu vào trong bãi cứt như vậy. Cái chết này, cái chết không nhắm mắt. Vũ Đức Đam mà chết bây giờ là chết không nhắm mắt. Tự dưng bị ấn đầu vào trong bãi cứt, thở hít trong bãi cứt, kể cả là Phạm Bình Minh cũng thế, nhưng mà đau rất là tội nghiệp hơn, đau đớn hơn chính là Vũ Đức Đam, bởi vì Phạm Bình Minh còn có cái truyền thống của gia đình. Cái truyền thống đó và cái gọi là cái ân oán là những người nắm quyền lực của một cái đất nước mười mấy năm trời quyền lực như vậy thì ít hay nhiều ông ta cũng phải chịu cái gọi là cái ân oán, cái nghiệp oán đó. Nhưng mà tội nghiệp Vũ Đức Đam chân thành đấy, nhưng ngày hôm nay đấy, chết trong bãi cứt, bị ấn đầu vào trong bãi cứt, và để thay thế Vũ Đức Đam là lại một bãi cứt khổng lồ hơn nữa, một cái thằng mà trong cái chuyện Formosa người dân đau đớn đau cùng kỳ cực như vậy, đau đau khóc ra máu mắt như vậy, thì chúng nó bơi ngoài biển và chúng nó giả vờ ăn gọi là ăn cá ở cái vùng biển đó để nó xúi dân ăn cứt gà, xúi dân ăn cứt gà có độc dược, cho nên cái tội nó là tội vô cùng, và bây giờ nó đẩy nó lên thì nó làm cho chúng ta phải nhìn ra là đất nước của chúng ta thật sự nó là một cái bãi cứt, mà chúng ta cứ ôm bãi cứt đó trong mâm cơm của chúng ta thì chúng ta là ai? Chúng ta là con vật, đâu còn là con người nữa. Cho nên chúng ta chết thì cũng phải thôi, chúng ta chết thê thảm thì cũng phải thôi. Và nếu mà không muốn chết thì giống như là những người Trung Quốc ngày hôm nay nó đã có một cái thái độ là người ta đến đền thờ của Tôn Trung Sơn không phải một người, không phải 10 người, hàng năm 60.000 người đến ngày mùng 1 tháng 1 đến mộ của Tôn Trung Sơn để tưởng niệm, để thắp nhang bất chấp bao nhiêu sự cấm kỵ. Tại sao lại đến mộ Tôn Trung Sơn? Nghĩa là người ta đến để tưởng nhớ Tôn Trung Sơn, để tưởng nhớ cuộc cách mạng dân quốc năm 1911. Cách mạng dân quốc là gì? Nếu không liên quan đến cách mạng 1776 của Hoa Kỳ, We the People, Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ, Dân Quốc Trung Hoa. Từ đó chúng ta nhìn thấy là cái sự sám hối của người Trung Quốc đã bắt đầu thể hiện sự sự tỉnh gọi là sự tỉnh thức, nó bắt đầu trỗi dậy và người ta đã nhìn thấy rõ ràng rằng muốn thoát được dịch bệnh cho bản thân họ hay cho con cháu của họ, chỉ có duy nhất con đường ngày hôm nay đó là con đường sám hối, con đường tìm về với sự thiện lương, về sự lương thiện. Các anh chị em hình dung gì về ngày mùng 1 tháng 1 người ta đốt pháo đầy ở Bắc Kinh, nguyên tắc là cấm, mà biết cái ngày cấm đốt pháo đó, ngày đó là ngày cấm đốt pháo, bây giờ người ta đem bạt ngàn pháo ra người ta đốt, một thái độ bất tuân rõ ràng, bất tuân chính phủ, bất tuân chính quyền rõ ràng, từ chối chính quyền. Và những thằng cảnh sát dơ gọi là dơ ba thắc lên, dơ dơ ba tong lên để mà hù dọa là bị đập bẹp dí ngay, không còn có quyền lực nữa. Cảnh sát từ trước đến giờ là dân sợ, bây giờ dân đéo sợ nữa. Điều đó nó đang cho chúng ta nhìn thấy cuộc cách mạng thật sự nó sẽ hình thành, chính là cuộc cách mạng sám hối, cuộc cách mạng lương thiện. Và Việt Nam, liệu chúng ta có nhìn cái sự kiện đó để chúng ta bắt đầu sám hối, tìm về sự lương thiện và hành động để bảo vệ dòng sinh mệnh của dân tộc và dòng sinh mệnh thần của chính mỗi người hay không? Đây là một câu hỏi nghiêm khắc mà các anh chị em phải trả lời. Kính chào các anh chị em.